mà đi đàm phán mua, biết nói cái có khi giảm được mấy trăm triệu luôn. Gần đây tôi mới mua một cái tài sản rất hợp lý, tỷ rưỡi, và bây giờ đàm về đến 800 triệu rồi. Đấy, tôi thấy rất là ok, rất là tốt. Thế thì đôi khi bạn nên học thêm những kỹ thuật như vậy, và thậm chí là đi mua, trong lớp học tôi sẽ chỉ cho bạn nắm nào, như trường hợp là đi mua một cái tài sản 50 triệu đô và chỉ có 1 triệu đô thôi. Người thành công là người biết sử dụng hai hướng động lực, hướng đến sự sung sướng và tránh xa sự sợ hãi. Đấy, là người nhuần nhuyễn sử dụng cả hai cái hướng động lực này. Rồi, về cái lớp bất động sản, vừa nãy có một số bạn bạn lên bạn hỏi thông tin, thì tôi cung cấp cho bạn cái thông tin về lớp của chúng ta. Lớp tên là Chiến lược đầu tư bất động sản với 50 triệu đến 50 tỷ. Thế thì cái lớp học này là lớp học mà chúng tôi có đào tạo từ năm 2012 đến bây giờ là 6 năm rồi. Và cái lớp học này, nội dung từ cái ngày bắt đầu cho đến bây giờ, nội dung thời điểm này nó phải gấp khoảng độ tầm 20 lần so với cái nội dung ngày trước. Thì cái lớp học này có 3 ngày. Một, ngày 1 là có hướng dẫn bạn về quảng cáo, bán hàng và mua nhà sửa bán. Theo lớp mình, ngày 1 để bán hay để mua? Bán tài sản. Khi bạn cần bán tài sản, cho thuê tài sản. Tôi ví dụ nhé, một bạn có một cái nhà cho thuê đi. Gần đây nhất tôi giúp cho một anh cho thuê nhà được. Anh cảm thấy rất là mừng. Cái nhà ấy của anh ấy, hai cái tài sản mỗi cái khoảng hơn 30 triệu một tháng, tổng là 70 triệu. Anh bảo, úi dồi ôi, học xong của thầy, trước đây tôi không bao giờ tôi ngờ được là tôi để trống nhà mất mấy tháng liền. Mà vừa mới học xong chủ nhật thứ hai giải quyết xong hai nhà luôn. Thế thì bây giờ bạn cứ hình dung nhé, 30 triệu một tháng đi. Thì một tháng trôi qua mình mất bao tiền? 30 triệu, hai tháng trôi qua 60 triệu. Thì đôi khi mình không để ý là thời gian cũng là gì nhỉ? Tiền. Đáng nhẽ mình bán được nhà sớm, mình gửi vào ngân hàng 5 tỷ, mình gửi vào ngân hàng được 25 triệu một tháng, 6 tháng trôi qua mình mất 150 triệu. Đáng nhẽ bán được sớm, bạn mang tiền đấy đi, bạn đi gì nhỉ? Đầu tư. Đấy. Ok nhé, thôi mình high five bên cạnh của nó là thời gian cũng là tiền. Chia sẻ với mình một vài ví dụ, như cái bạn Thọ này chẳng hạn, bán một cái nhà 8 tỷ trong vòng 3 tuần làm về áo cưới. Có những chị bán nhà khoảng 2 tháng, cái nhà này 2 tỷ 450. Câu chuyện này cũng khá là hay, và tôi nghĩ là bạn đã học được cái bài học của trường hợp của chị này. Cái chị Huyền này là có một cái nhà 2 tỷ 450 triệu. Thế và chị học, trước đấy chị bán 2 năm không bán được, chị nhờ tôi học xong thì chị triển khai, chị bán. Thì bán được cái nhà 2 tỷ 450 triệu trong vòng 2 tháng thôi. Sau khi bán xong rồi thì đi mua một cái nhà khác 1 tỷ 450 triệu. Như vậy là mình tiết kiệm, mình để ra được bao nhiêu tiền nữa mình à? 1 tỷ. Thế thì tôi mới hỏi, thế mình làm gì với 1 tỷ? Chị bảo là trả nợ rồi, trả nợ mất 70% rồi. Thế thì mua cái nhà 1 tỷ 450 triệu. Thì tôi mới hỏi là thế đẹp so với cái nhà cũ bằng bao nhiêu phần trăm? Bằng khoảng 90%. Chị bảo bằng khoảng 90% so với nhà cũ. Thế và chị mới nhận ra là à, hay nhỉ, một thương vụ mà mình có thể để ra được khoảng gần 1 tỷ đồng. Và cũng rất nhiều người sau khi mà họ làm bất động sản, họ bắt đầu nhận ra là à, thế này thì mình một năm mình cứ đổi nhà khoảng 1-2 lần. Mỗi vụ mình kiếm khoảng 500, 1 tỷ. Đấy. Và họ mới nhận ra là chuyển sang nghề mới là đổi nhà. Cứ mua một cái tài sản và sau đó thì bán cái nhà cũ của mình đi. Tôi tặng cho bạn một cái kinh nghiệm nhé, một kinh nghiệm. Bao nhiêu bạn muốn học cái kinh nghiệm trước khi bán nhà là giơ tay. Ok. Tôi muốn tặng cho bạn một cái kinh nghiệm trước khi bạn bán nhà là như này. Bạn trước khi bán, bạn cần phải đi xem. Đi xem một cái nào đó bạn định mua đã. Đấy, ví dụ bạn nhắm được cái nhà nào đấy rồi, nó hợp lý rồi, giá nó hợp lý rồi và nó cũng đẹp. Và sau khi mà bạn dịch chuyển tài sản, bạn lại dôi ra một khoản tiền. Đấy, thì sau đó bạn mới quay trở về bạn gì nhỉ? Bán cái nhà của mình. Nhiều trường hợp bán xong là bơ vơ ấy. Bán xong rồi không đi tìm mua lại được. Đấy, nên là bạn tôi khuyến khích bạn là trước khi bạn bán, bạn đi xem một cái tài sản. Đấy, xem một số cái tài sản, xem cái nào nó hợp lý. Rồi mình hãy quay về mình triển khai, mình xử lý cái tài sản nhà mình. Rồi. Và ở đây một số câu chuyện khác, tôi ví dụ như là một số chị bán đất, nhiều trường hợp khó khăn lắm. Tức là cần phải bán để trả nợ này, bán để giải quyết cái việc của mình này, nhưng người ta cần phải xử lý cái tài sản. Và đôi khi bạn nhìn lại thì toàn bộ tiền của bạn nó nằm ở phần lớn ở bất động sản. Với một số bạn mà có một cái nhà, và khi người ta nhìn lại, kỷ lục nhất của Nick ngày trước ấy là 2 ngày bán xong. Nhưng mà kỷ lục hiện nay của Nick là
chiều học tối bán xong. Ví dụ như cái anh Minh này, website quần áo xuất khẩu.com.vn bán cái chung cư tỷ 7, chiều học tối bán xong luôn. Đây là cái hình ảnh mà hôm sau khi lên lớp học, anh ấy chia sẻ với mọi người là anh ấy đã bán cái nhà nhanh như thế nào và nhận được cọc 50 triệu như thế nào. Thì đây hiện nay là kỷ lục nhất của Nick, chiều học tối bán xong. Và đôi khi tôi nghĩ là cái việc bán nhà đối với một số người là quan trọng, việc cho thuê tài sản cũng là việc quan trọng luôn. Ở đây hỏi lại bao nhiêu bạn đang có ý tưởng bán nhà, giơ tay, hoặc cho thuê, bán hoặc cho thuê tài sản. Một số bạn ở đây bao nhiêu bạn đang có ý tưởng bán nhà người khác nào, giơ tay. Okay. Không nhà của mình thì nhà của người khác đúng không, cho lên đường hết. Rồi ngày thứ hai các bạn học về điều tra, định giá và đàm phán. Ngày 22 này để bán hay để mua nào? Mua, để mua. Thì điều tra tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm, khoảng độ hơn 25 cái rủi ro và khoảng 17 kỹ thuật phòng thủ cơ bản khi đi đầu tư bất động sản. Nó sẽ giúp cho bạn phòng thủ từ đầu đến chân luôn. Mình đi mua mình không gặp rủi ro. Kể cả bạn thích rồi, xuống tiền rồi, ok, vẫn không rủi ro. Xuống tiền rồi, vẫn không mất được tiền. Thì bạn nên học thêm những cái kỹ thuật như thế khi đi mua. Định giá, tôi show cho bạn cái kinh nghiệm định giá khoảng 1.200 tài sản cho ngân hàng Techcombank. Cái cách ngân hàng làm như nào và cái cách ở bên ngoài làm như nào. Thế thì giúp cho bạn định giá một cái tài sản ở một cái vị trí bất kỳ. Và thứ ba là đàm phán. Thì ngày trước tôi học một lớp học 3 ngày ở Sinh, học hết khoảng 50 triệu. Thì tôi sẽ đưa toàn bộ vào cho bạn học. Tuy nhiên là Nick sử dụng một quy trình đàm phán khác và nó thực dụng hơn cái đấy rất nhiều lần. Nó tốc độ hơn rất nhiều. Và nó là một cái quy trình nên là cái bước của nó thường đơn giản và thực dụng hơn. Thì nó không phải là 20 hay 30 cái chiến thuật đàm phán. Thì tôi hy vọng là bạn sẽ được học được cái quy trình đàm phán. Lợi ích của đàm phán là như này. Giả sử bạn tiết kiệm được khoảng độ thuê nhà nhé. Giả sử bạn tiết kiệm được 5 triệu một tháng, bạn giảm giá đàm phán 30 triệu xuống 25 triệu. Tức là bạn giảm được bao nhiêu tiền một năm? 60 triệu một năm, nếu giảm được 10 triệu một tháng. Trong một lần đi đàm phán thôi, tiền thuê nhà đấy, bạn giảm được bao nhiêu ạ? 120, mà đi đàm phán mua biết nói cái, có khi giảm được mấy trăm triệu luôn. Gần đây tôi mới mua một cái tài sản rất hợp lý, 1.5 tỷ, và bây giờ đàm về đến 800 triệu rồi. Đấy, tôi thấy rất là ok, rất là tốt. Thế thì đôi khi bạn nên học thêm những kỹ thuật như vậy. Và thậm chí là đi mua, trong lớp học tôi sẽ chỉ cho bạn nắm nào như trường hợp là đi mua một cái tài sản 50 triệu đô và chỉ có 1 triệu đô thôi. Có 1 triệu đô xử lý một cái cơ hội 50 triệu đô thì làm như nào. Như hiện nay chẳng hạn chúng tôi rất hay đi mua những tài sản, ví dụ như là 160 tỷ thì nó sẽ rơi vào khoảng 7 triệu đô. Mình bán ra và mình lãi được 1.5 triệu hoặc 2 triệu đô chẳng hạn. Thì thực tế mình không cần phải có đủ 7 triệu đô như vậy. Thì mình sẽ làm như thế nào? Thì bạn có lẽ bạn sẽ học thêm những cái phương pháp như vậy ở trong cái phần đàm phán. Ở ngày thứ 3 nhé, thì bạn học về phần quản lý cho thuê và đầu tư vendo. Quản lý cho thuê bao tiền nữa mình nhỉ? Hơn 300 triệu trở lên, đầu tư vendo ạ. Quản lý cho thuê khoảng hơn 20, đầu tư vendo khoảng hơn 300, mua sửa bán khoảng hơn 1.5 tỷ trở lên. Rồi, nước mình, nếu không có tiền bạn sẽ làm gì? Đúng rồi, nên mình high five với người bên cạnh và nói là tôi sẽ OPM. Cứ nghĩ đến không có tiền là bạn phải gì nhỉ? OPM. Đấy. OPM nhé. Sai lầm thường gặp là mình cứ nghĩ bất động sản là cần phải có nhiều tiền. Đấy. Ok, nên mình high five lần nữa với người bên cạnh và nói là tôi sẽ OPM. Rồi. Thì tôi muốn cho các bạn nghe một số cái câu chuyện về những cái bạn học viên thành công. Những cái bạn học viên thành công, có những bạn thì làm về đầu tư, có những bạn thì làm về môi giới, có những bạn làm về quản lý cho thuê. Bao nhiêu bạn muốn nghe những cái câu chuyện thành công này để truyền cái cảm hứng cho bạn, bao nhiêu bạn muốn nghe học từ những người này, giơ tay và nói tôi. Ok. Có những bạn thì bạn ấy làm giúp cho bạn ấy thu nhập được khoảng 200-300 triệu một tháng. Có những bạn thì làm nhiều thương vụ và bây giờ thành triệu phú đô la rồi. Đấy. Có những bạn thì là mỗi một vụ thương vụ mua nhà xong sửa xong bán, mỗi vụ kiếm vài trăm triệu. Đấy. Thậm chí nhiều chủ tập đoàn lớn, nhiều công ty lớn sau đó đột nhiên rơi vào vỡ nợ, phá sản cũng bởi vì làm sai ba cái quy tắc về tiền này. Kể cả những công ty lớn luôn. Đấy, một khi mà họ gặp phải một trong ba cái sai lầm này đều có những... Thì chiều nay rất hay, chúng ta còn hai phần mà tôi sẽ chia sẻ với bạn. Một là phần về tiền và phần thứ hai là về nhân sự, được chưa? Rồi, ở đây bạn nào quan tâm hai cái chủ đề này, một là tiền và hai là lãnh đạo và nhân sự nào? Ok, bạn nào quan tâm chủ đề này thì bạn hãy comment vào ô chat. Rồi là yes. Rồi thì để tôi sẽ chia sẻ cho bạn hai cái chủ đề này.
Thế các bạn ghi, sáng nay chúng ta đã học phần 1 là phần gọi vốn. Đấy. Phần thứ 2 là chủ đề tên là về quản lý tiền. Rồi. Quản lý tiền và tư duy về tiền. Rồi. Thì bạn cũng biết là như này, trong một cái khuôn khổ, một cái buổi học thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn những cái ý tưởng tuyệt vời. Đấy. Và bạn nên hiểu là sau này một số bạn thì ví dụ như là trong cái quá trình mà bạn, ví dụ bạn học toàn bộ cái combo của Nick chẳng hạn, thì riêng cái phần tiền này là nói mất một ngày nữa, được chưa ạ? Ở đây trong khuôn khổ này chúng ta thì đâu đó chúng ta được chia sẻ khoảng độ 3 cái bí quyết về tiền. Thế bây giờ bao nhiêu bạn muốn học những cái tư duy tuyệt vời về tiền thì hãy comment vào ô chat. Đấy. Để tôi biết là bạn rất là muốn học về tiền. Rồi, rồi thế bạn ghi cái bài học đầu tiên về tiền mà nhiều bạn bị sai lầm hoặc là không biết hoặc là không hiểu. Rồi, là cái bài học có tên là 3 quy tắc của tiền. Rồi, rồi thế nào là 3 quy tắc của tiền? Rồi. Thậm chí nhiều chủ tập đoàn lớn, nhiều công ty lớn sau đó đột nhiên rơi vào vỡ nợ, phá sản cũng bởi vì làm sai 3 cái quy tắc về tiền này. Kể cả những công ty lớn luôn. Đấy, một khi mà họ gặp phải một trong 3 cái sai lầm này đều có những công ty đã từng phá sản rồi. Đấy. 3 quy tắc của tiền là gì? Để các bạn ghi. Đấy, quy tắc số 1, tiền mặt là vua. Rồi. Và cái từ này, cái câu này bạn cần phải hiểu đúng ý của nó. Đấy. Có những thời điểm tiền mặt không phải là vua. Đấy. Khi mà tiền in ra quá nhiều, khi tiền in ra quá nhiều, khi mà tôi ví dụ như hiện nay kinh tế dịch Covid này, đấy, chính phủ rất nhiều nước bơm ra hàng tỷ đô, bạn có biết Mỹ đợt vừa rồi bơm ra mấy nghìn tỷ đô không ạ? Rồi, bơm tiền ra hàng ngàn tỷ đô. Và chúng ta luôn có hai cột, một cột là cột tiền và một cột là cột tài sản. Khi cột tiền này mà tăng quá cao thì rất nhiều tài sản bắt đầu tăng giá. Bạn hình dung vào này không ạ? Đấy. Nên tại sao mà khi mà tiền được bơm ra nhiều, bơm bằng cách nào, chính phủ bơm ra bằng cách nào? Ví dụ thúc đẩy đầu tư công. Đấy. Ví dụ như là nhà nước nhà mình thì thúc đẩy đầu tư công, làm rất nhiều các con đường, đấy, cầu, đấy, được chưa? Các công trình vân vân. Thì cái bài học ở đây tôi muốn chia sẻ cho bạn là tại sao trong cái thời điểm dịch Covid, đấy, nhiều người kinh doanh khó khăn mà rất nhiều loại tài sản lại tăng giá, vàng tăng giá, bạn thấy không ạ? Cổ phiếu nhiều lúc tăng giá, Bitcoin tăng giá, bất động sản tăng giá, bởi vì bạn cần phải học cái nguyên tắc của tiền, những cái nguyên tắc của tiền. Nó là giống như là bình thông nhau giữa tiền và tài sản. Khi cột tiền này tăng quá nhiều, bạn hình dung không ạ? In tiền để giải cứu mà, thì rất nhiều tài sản tăng giá. Nên tại sao rất nhiều khu vực đất đai tăng giá? Và bạn sẽ phải học thêm là các loại tăng giá, nhưng không phải loại nào cũng tăng. Và phải đầu tư đúng loại, đúng chỗ thì mới kiếm được tiền. Còn rất là nhiều người chỉ đầu tư theo phong trào thôi và họ bị mất tiền. Đấy. Rồi, thì ở đây tôi muốn chia sẻ với bạn cái quy tắc số 1, tiền mặt là vua. Và bạn phải hiểu đúng ý nghĩa của cái nguyên tắc này. Đấy. Thế nào được gọi là tiền mặt là vua? Rồi. Nào xin mời lớp mình, bạn hãy comment vào ô chat nào. Theo bạn thì thế nào được hiểu là tiền mặt là vua? Rồi. Mà hiểu trong trường hợp này có nghĩa là như thế nào? Rồi, một số bạn nói là tiền là máu của doanh nghiệp để tránh công nợ. Có bạn nói là tiền tính thanh khoản cao. Rồi. Đấy, mua gì cũng được. Rồi. Giải quyết nhanh cái vấn đề, đúng rồi. Ok ạ. Thì tôi sẽ ví dụ cho bạn là cái câu tiền mặt là vua này thì được hiểu như thế nào. Rồi. Cái điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với bạn là như này, tôi có một ông anh. Thế thì ông anh họ nhà tôi đấy, thì tôi thấy ông ấy kinh doanh thường như thế này. Tức là ví dụ nhiều lúc thì ông ấy kinh doanh, ông kiếm được tiền, có những tháng kiếm được vài trăm triệu, có những tháng thì kiếm được một vài tỷ đồng. Và khi kiếm được tiền thì ông này thường có thói quen là đầu tư tất tay. Tất tay có nghĩa là gì? Có nghĩa là ví dụ như là mình kiếm được 10 đồng, mình kiếm được 100 đồng thì mình mang ra mình mua cái A cái B đầu tư hết, chả còn đồng nào. Thế thì ví dụ mình đi mua miếng đất xong mình còn vay thêm ngân hàng, mình đánh sạch sẽ không còn đồng nào. Thì đến khi câu chuyện là như này, là nhiều lúc ấy, cái việc kinh doanh mà tiền nó về chậm là đến trả lương cho nhân viên cũng không có, nhập hàng cũng không có. Bạn hình dung không ạ? Đấy. Không có cái khái niệm là tiền mặt là vua, luôn luôn trong tình trạng là gì? Chơi tất tay. Đấy. Và
Thế là nhiều lúc hết sạch tiền thì phải làm gì? Hết sạch tiền bắt đầu lại phải đi loanh quanh vay người quen, người nhà. Hết sạch tiền phải làm gì? Phải chấp nhận đi vay lãi cao. Đấy. Thì cái bài học ở đây, cái từ hiểu tiền mặt là vua ở đây ấy, là khi bạn kinh doanh và đầu tư, bạn cần phải xây dựng một cái khái niệm là vốn lưu động. Tức là bạn không bao giờ đánh hết tiền vào cả cái vốn lưu động của bạn. Được chưa? Tức là gì? Với một số người, họ có thể để ra một cái chỉ số, để ra ví dụ 6 tháng, 1 năm, thậm chí có những người để 3 năm. Đấy. Tức là trong cái tình trạng nếu cái công việc kinh doanh, doanh nghiệp của mình hiện tại đấy, mà không kiếm tự nhiên mà nó xảy ra một cái biến cố gì đó, mình không kiếm được tiền, thì kể cả 1 năm mình ngồi chơi cũng không sao cả, 3 năm mình ngồi chơi cũng không sao cả, 6 tháng mình không kiếm được tiền cũng không sao cả. Thì đấy là những cái tư duy đúng của doanh nghiệp. Mình kinh doanh, mình làm gì thì làm, nhưng phải để một cái lượng vốn lưu động. Vốn lưu động để làm gì? Đấy, để trả tiền lương nhân viên. Để làm gì? Để marketing. Được chưa? Để làm gì? Để nhập hàng, vân vân. Thì nhiều chủ doanh nghiệp gần như không có cái khái niệm này. Tiền mặt là vua. Tôi đã gặp rất nhiều người có bao nhiêu tất tay bấy nhiêu luôn, không để ông nào luôn. Đấy. Và đó là cái lý do tại sao mà bạn sẽ thấy là họ rất là thường xuyên là lại phải chạy đi hỏi vay mượn người nọ người kia. Đấy. Rồi. Thế thì, và bạn cũng sẽ gặp tình trạng nữa cũng rất là phổ biến và điển hình như sau. Rồi, sai lầm nhá, tôi đang chỉ cho bạn những cái sai lầm này. Sai lầm thứ nhất, tật tài, lúc nào cũng tật tài, không để lại đồng nào trong tài khoản cả. Sai lầm thứ hai, tôi ví dụ cho bạn. Một bạn, ví dụ như là tiền có 500 triệu. Ông này, được chưa? Thế thì ông ra múc cái ô tô, ông mua cái ô tô. Ông mua cái ô tô ví dụ 700 triệu. Có 500 triệu ra mua cái xe 700. Mua cái xe 700. Theo bạn tình huống này nhiều không? Có 500 triệu ra mua cái ô tô đi cho nó oách. Theo bạn nhiều không? Rồi. Một khi bạn hiểu nguyên tắc tiền mặt là vua thì bạn phải làm như thế nào? Đấy. Không phải là không mua xe. Không phải là không mua xe. Cái bạn đi mua này, bạn ấy nhiều lý do để mua lắm. Nhiều lý do phải mua lắm. Ông nào đã thích cái gì rồi ông phải mua cho bằng được ấy. Thì nhiều lý do lắm. Nào là phải đi gặp đối tác, nào là phải đi gọi vốn, nào là phải đi là xây dựng quan hệ. Đấy. Thế nhưng mà cái câu chuyện là như này. Khi bạn hiểu cái nguyên tắc tiền mặt là vua, là mình luôn phải giữ một cái lượng vốn lưu động để kinh doanh làm ăn. Được chưa? Thì cái bài học ở đây là ví dụ bạn chỉ bỏ ra 200 triệu để mua cái xe 700 thôi, còn lại 300 triệu là bạn phải làm vốn lưu động. Đấy, để mà còn kinh doanh chứ. Đấy, nhớ cái việc kinh doanh của bạn nó xảy ra một cái biến cố gì. Những cái người không có kinh nghiệm thì họ luôn nghĩ là như này, mọi việc sẽ thuận lợi. Mọi việc sẽ luôn thuận lợi. Nhưng tôi chia sẻ với bạn cái bài học này. Những người dày dặn kinh nghiệm trong kinh doanh, người ta rất hiểu là mọi thứ thay đổi rất nhanh. Tôi ví dụ này, bạn thấy những cái hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air không? Họ có thể có hàng trăm tỷ đồng, hàng nghìn tỷ đồng trong tài khoản. Và bạn biết là chỉ cần 3 tháng không kinh doanh được, bạn biết chuyện gì xảy ra không ạ? Hoặc là 6 tháng không kinh doanh được, không có nguồn thu, bạn biết chuyện gì xảy ra không ạ? Là đã chuẩn bị sẵn là nộp gọi là đơn xin phá sản. Nếu như mà không chuẩn bị một cái lượng tiền mặt, bạn thấy kinh doanh có thể thay đổi không ạ? Rồi. Chỉ có những người ít kinh nghiệm thì mới nghĩ là mọi việc luôn tốt đẹp thôi. Và bạn có biết không, vì cái khái niệm này mà khi thời điểm dịch Covid xảy ra thì hiện nay rất nhiều giám đốc là nhảy lầu rồi. Họ làm gì có khái niệm vốn lưu động của mình. Họ luôn trong tình trạng chơi thất tài. Ok, bao nhiêu bạn đồng ý với bài học này? Hãy comment vào chat là yes, để tôi biết là bạn vẫn đang nghe cái điều tôi chia sẻ. Rồi. Họ không có khái niệm là dự phòng rủi ro. Rồi. Vì thế bạn cần phải hiểu sâu sắc cái nguyên tắc này. Không phải là bạn không kinh doanh, không phải là bạn sẽ không đầu tư, nhưng bạn phải luôn đảm bảo yếu tố là dự trữ một lượng tiền mặt đủ lớn để vận hành kinh doanh trong trường hợp nó xảy ra biến cố. Rồi. Rồi, và cái điều tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với bạn, tại sao phải có một lượng tiền mặt đủ lớn? Cái này vô cùng quan trọng, đặc biệt với những bạn. Thứ nhất là chúng ta nghĩ đến tình huống rủi ro. Bởi vì chúng ta luôn phải nghĩ đến hai tình huống. Tình huống thứ nhất là lợi nhuận, và tình huống thứ hai là rủi ro. Khi xảy ra rủi ro, nhờ cái lượng tiền mặt dự trữ này mà chúng ta sẽ vượt qua được suy thoái, vượt qua được cái dịch Covid này. Nhiều chủ doanh nghiệp không dự phòng tình huống rủi ro và đã dính đòn. Được chưa? Cái thứ hai là như này, tình huống lợi nhuận thì sao? Tình huống lợi nhuận là gì? Trong thời điểm dịch Covid này,
rất nhiều cơ hội đã xuất hiện, cực kỳ nhiều cơ hội xuất hiện, nhiều người đang phải bán tống bán tháo tài sản, từ tài sản cổ phần cổ phiếu cho đến chứng khoán, cho đến là nhà đất, cho đến là công ty. Nhưng bạn biết không, nhiều người không thể chớp được cơ hội này. Tại sao? Vì họ cũng bị hết sạch tiền mặt luôn. Bạn hiểu điều này không ạ? Đấy. Tiền mặt chính là vua ở trong cái thời điểm này, tức là mình chớp lấy cơ hội. Và đây có thể được gọi là cái khúc cua. Đấy ạ. Thời điểm này khi mà các đối thủ hết sạch tiền mặt và mệt mỏi mà bạn đã có cái sự chuẩn bị trước thì bạn sẽ là người chớp được cơ hội. Và đây người ta được gọi là khúc cua. Và đây là một cái bài học mà tôi chia sẻ với bạn là bạn biết không ạ? Trên cái đường đua ấy, có rất là nhiều cái khúc cua và thường các tay đua sẽ vượt lên ở đoạn nào? Bạn có biết đoạn nào không? Các tay đua thường vượt qua nhau ở đoạn nào? Đấy, và cái doanh nghiệp của bạn thường vượt qua đối thủ, bạn có biết ở đoạn nào không? Đấy chính là những khúc cua. Đấy chứ ạ. Khi vào khúc cua mà ai mà có cái sự chuẩn bị chu đáo, người ta sẽ vượt qua được đối thủ cạnh tranh. Và phần này là một cái bài học vô cùng quan trọng. Chớp lấy cơ hội. Nên những người hiện nay có tiền là một lợi thế rất lớn. Tôi ví dụ, tôi luôn dự trữ một lượng tiền mặt đủ lớn. Và hiện nay tôi đi đàm phán rất thoải mái với những người đang chuyển nhượng dự án, bán lại resort, bán lại khách sạn. Tôi vào tôi đàm phán, tôi trao đổi rất thoải mái. Đấy. Bạn có tin là vào những thời điểm như vậy, 1 đồng có thể xử lý được 10 đồng, 10 đồng có thể xử lý được 100 đồng không? Tức là như thế này, cái tài sản đấy là 100 đồng. Nhưng người ta bảo nói thật là tôi cũng chả còn, tôi bây giờ tôi chỉ cần ông đưa tôi 10 đồng, ông đưa tôi 10 đồng thôi, 10 đồng. Tôi cho ông nợ 90 đồng. Bạn hình dung được phần này không ạ? Họ đã yếu đến mức độ như thế rồi. Đấy. Tiền mặt để làm gì? Để chớp cơ hội. Bạn hãy comment vào ô chat đi ạ. Đấy. Tiền mặt để chớp cơ hội. Thì cái ý của cái câu tiền mặt là vua này, nó có ý nghĩa là như vậy. Nó dự phòng cho bạn trong hai tình huống. Tình huống thứ nhất là rủi ro, và tình huống thứ hai là những khúc cua và sẽ đem lại cho bạn cái cơ hội của lợi nhuận. Rồi. Và tôi đã thấy ông anh của tôi rồi. Đấy. Luôn trong tình trạng là không có tiền. Đấy. Tính ra tài sản có nhiều không? Nhiều. Đấy. Nhiều đất, nhiều nhà. Đấy, nhưng mà luôn trong tình trạng là chơi sạch tất tay. Mình vẫn đi đầu tư, nhưng mình trong nhiều trường hợp mình thích đầu tư, mình vẫn phải cân đối để đòn bẩy và luôn cầm một lượng tiền mặt đủ lớn. Đấy. Rồi. Ok ạ. À, và cái phần chia sẻ của tôi này, phần này thì có thể là một số bạn mà đang ở mức khởi nghiệp mà chưa có tiền thì thôi mình cứ nghe mình biết thế đã, được chưa ạ? Thế còn ở đây thì mới khởi nghiệp mà ít tiền, ít vốn mà còn gọi là chưa có nhiều kinh nghiệm thì đầu tiên bạn cứ nghe đã. Còn phần này rất cần thiết cho những bạn đã kinh doanh một thời gian rồi, được chưa ạ? Đã kinh doanh một thời gian rồi, đã có tài chính rồi. Đấy, đã có tích lũy rồi. Đấy, thì bạn nên nắm thật vững cái khái niệm này. Rồi. Khái niệm số 2, quy tắc số 2 về tiền. Quy tắc số 2 về tiền là gì? Rồi. Quy tắc số 2 cũng quan trọng không kém. Rồi. Quy tắc số 2 nha. Của tiền. Nó là như này. Ít tiền thì thuê. Đấy, viết ngắn gọn như vậy thôi. Ít tiền thì thuê. Nghe thì cũng cực đơn giản luôn, đúng không? Nhưng bạn biết không? Hầu hết mọi người làm sai nguyên tắc này. Một khi một người hiểu được nguyên tắc này, cái cách họ hành động sẽ khác. Rồi quay trở lại nha. Một ông bảo là, đấy, quay trở lại câu chuyện mua xe này. Một ông bảo là anh ạ, em phải đi mua cái xe để lấy tiền, à lấy xe để đi quan hệ. Em phải đầu tư quả xe này mới được. Bảo thế đầu tư xe làm gì? Bảo anh đầu tư xe để đi gọi vốn. Thấy xe đẹp thì nhiều người ta mới tin. Mua cái xe, ví dụ cái ông có tỷ thì mua cái xe 2 tỷ, ông có 2 tỷ đi mua cái xe 5 tỷ để đi gọi vốn, để gây dựng lòng tin, được chưa ạ? Thì tôi chia sẻ với bạn là họ chưa hiểu cái nguyên tắc của tiền. Cái quy tắc số 2 của tiền ấy là khi bạn ít tiền thì bạn chỉ thuê thôi, chứ bạn không được mua. Như vậy có nghĩa là gì? Như vậy có nghĩa là gì? Nào theo bạn, cái ông mà đang chuẩn bị mua xe này ông phải làm gì? Làm gì thì thông minh và khôn ngoan hơn? Vẫn có xe để đi gặp đối tác, vẫn có xe để quan hệ, để đi quan hệ, được chưa? Vẫn có xe để đi gặp khách hàng. Chính xác. Người ta có thể chấp nhận bỏ ra, đấy, tôi ví dụ. Đây. 15 triệu một tháng. 20 triệu một tháng. Hay là 30 triệu một tháng một cái xe, được chưa? Để làm gì? Để thuê xe, đồng ý nếu bạn phải đi gặp đối tác gặp khách hàng. Đấy, thuê cái xe. Rồi. Thế tiền thừa để làm gì? Mỗi tháng giả ra 15-20 triệu, còn thừa đến tận 480 triệu kìa. Còn thừa làm gì?
Rồi, chính xác. Còn dư tiền, cái tiền của chúng ta cần phải tập trung vào kinh doanh và đầu tư. Bạn hình dung không ạ? Và bạn phải tự suy luận với trường hợp là đầu tư vào, trong ví dụ như là bạn đang còn ít tiền, chưa gì bạn đã đòi đi mua trụ sở thôi. Đấy. Tôi ví dụ cái thứ hai, tôi chia sẻ cho bạn là có những cái trung tâm đào tạo. Ví dụ thứ hai về trung tâm đào tạo. Rất nhiều trung tâm đào tạo, bạn biết cái gì không? Bạn biết họ làm như nào không? Họ không có tiền, nghèo, ít tiền. Nhưng bạn biết họ làm gì không? Họ làm sai bét nguyên tắc này luôn. Họ không hiểu gì về tiền cả. Bạn biết họ làm gì không? Họ đi thuê một cái mặt bằng trống. Họ đi thuê một cái mặt bằng trống, ví dụ một cái sàn. Sau đó họ, bạn biết họ làm gì không? Họ làm thảm trải sàn, họ đầu tư cửa kính. Họ làm 5 cái phòng học, mỗi phòng học 30 người, 50 người, 100 người. Bạn biết họ làm gì nữa không ạ? Họ đầu tư vào cái nội thất. Họ đầu tư vào bàn ghế và cơ sở vật chất. Vốn của họ ví dụ có 2 tỷ đồng thì nó bỏ ra đến tận 1 tỷ rưỡi làm trụ sở rồi. Nào, nếu người đó được học nguyên tắc này, cái người giám đốc trung tâm đào tạo được học nguyên tắc này, ít tiền thì đừng có mua, mà ít tiền là phải đi thuê. Theo bạn, thay vì là bỏ ra, được chưa, có 2 tỷ, bỏ ra đến 1 tỷ rưỡi để làm trụ sở, được chưa, để làm văn phòng, để làm trung tâm, thì đáng nhẽ phải làm gì? Nào, xin mời anh em comment vào ô chat, đáng nhẽ phải làm gì? Đấy. Và xin mời anh em comment vào ô chat cái nguyên tắc thứ hai này, cái quy tắc thứ hai này để các bạn ghi nhớ. Đấy. Rất nhiều người đã sai lầm phá sản về những cái câu chuyện này vì không hiểu gì về tiền cả. Đấy. Ít tiền thì đi thuê, được chưa? Đáng nhẽ là mình phải đi thuê thôi. Đấy. Mình chỉ đi thuê thôi. Đi thuê trả tiền cao hơn một chút cũng được. Nhiều người thì cứ nghĩ là ôi ôi, bọn khách sạn nó chặt mình 5 triệu ngày, 10 triệu ngày, 20 triệu ngày, cao thế nhỉ. Thôi, mình phải tự làm. Đầu tư ra hàng tỷ đồng hoặc hàng trăm triệu đồng để làm cái trụ sở. Và bạn làm sai bét nguyên tắc về tiền. Hậu quả là gì? Bạn bị cụt hết vốn. Ngay kể cả nhà xưởng cũng thế. Nhiều bạn cũng đòi ra dựng nhà xưởng luôn. Đấy chứ ạ. Bạn bị cụt hết vốn và bạn không còn tiền trả cho marketing, bán hàng và nhân sự. Mà những cái đó mới là những cái in tiền cho bạn ngay. Bạn hình dung không ạ? Theo bạn, bên ngoài có nhiều người họ đã làm sai những cái quy tắc của tiền ấy không? Tôi nói bạn, bạn có thể đã từng đi học nhiều khoa học về tài chính rồi. Bạn nào đã từng đi học những khoa học về tài chính rồi? Và ngày hôm nay bạn nghe tôi chia sẻ, bạn có cảm thấy rõ ràng và dễ hiểu không? Bởi vì đôi khi cái người mà hướng dẫn cho bạn về tài chính thì đấy là chuyên gia thôi. Còn tôi đang chia sẻ cho bạn ở góc nhìn là chủ doanh nghiệp. Tức là tôi là chủ doanh nghiệp, tôi là nhà đầu tư. Bạn hiểu cái sự khác nhau không ạ? Rồi. Một khi mà bạn hiểu những cái quy tắc và những cái nguyên lý thì cái cách bạn hành động nó sẽ chính xác hơn. Được chưa ạ? Rồi. Đọc lại này. Quy tắc số 1, tiền mặt là vua. Quy tắc số 2, ít tiền thì thuê. Được chưa ạ? Rồi. Thì thuê nhá, tuyệt đối không được mua. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sang quy tắc số 3. Rất là đơn giản. Đấy, nhưng hầu hết mọi người làm sai. Rồi. Quy tắc số 3 là gì? Là thừa tiền thì lại mua, chứ không thuê. Thừa tiền thì lại mua. Rồi. Chúng ta rảnh tiền, chúng ta dư tiền thì chúng ta lại mua. Tại sao? Rồi. Lý do là như thế này. Người ta tính lại phải tính bài toán kinh tế. Khi mà mình rảnh tiền rồi mà mình lại vẫn tiếp tục đi thuê, ví dụ quay trở lại cái ông ô tô này, tiếp tục đi thuê như thế thì bạn phải tính. Nếu bạn thuê 20 triệu một tháng một cái ô tô để bạn đi thì một năm là 12 tháng là bạn mất 240 triệu. Được chưa? Một năm bạn mất 240 triệu. Nếu mà 2 năm thì bạn mất 480 triệu. Và 3 năm là bạn bay mất một cái xe là bao nhiêu? 720 triệu. Rồi, nên bạn hãy comment vào ô chat đi ạ. Nên khi mà chúng ta làm ăn tốt, có tài chính hoặc thu nhập của chúng ta khá là ổn định thì mới khuyến khích bạn là hãy đi mua tài sản, chứ không nên đi thuê tài sản. Nó giống như cái câu chuyện về cái anh chủ nhà thuốc mà mở cái cửa hàng thuốc đối diện bệnh viện. Đấy, đã sai lầm là cứ đi thuê trong nhiều năm liền, thuê hàng chục năm liền. Ngay kể cả khi mình đã cảm thấy là mình có sức mạnh tài chính rồi mà anh lại không quyết đoán và anh ấy mua lại cái cửa hàng đấy. Và đến bây giờ anh ấy vẫn tiếp tục đi thuê.
Nhưng cái dở của anh ấy là cái tiền thuê nó đã đòi cao hơn rất nhiều, và anh ấy không thể là không thuê. Lý do là cái vị trí đấy là vị trí quan trọng, vị trí đẹp, đối diện cái bệnh viện đấy. Anh ấy đã mắc một cái sai lầm đấy chứ. Và anh ấy bây giờ nói thật với thầy là cái cửa hàng đấy kiếm được 10 đồng thì 7 đồng là phải nộp cho bên thuê nhà rồi, bên chủ nhà rồi, đấy chứ. Và đấy là một cái sai lầm, là khi mình đã bắt đầu có cái tài chính tốt hơn rồi mà mình lại không dám mạnh dạn đi mua, mình không dám mạnh dạn đòn bẩy ngân hàng để mua. Rồi, bạn hãy comment vào ô chat, hãy bình luận vào ô chat, được chưa? Là thừa tiền thì mua chứ không nên thuê. Rồi. Nên cái bài học ở đây là khi bạn học được những cái quy tắc đúng thì bạn sẽ kinh doanh chính xác hơn. Bản thân tôi cũng ước gì là ngày xưa có ai đó hướng dẫn cho tôi rõ ràng và dễ hiểu như thế này, thì tôi đã phải tiết kiệm được không biết bao nhiêu tiền ở giai đoạn đầu rồi. Bạn hình dung phần này không ạ? Đấy. Tôi cũng không được ai hướng dẫn một cách rõ ràng và dễ hiểu như vậy ở giai đoạn đầu đấy. Và đấy là điều rất là đáng tiếc. Rồi. Ví dụ 4-5 năm đầu mình làm và mình cứ chẳng hiểu sao mình không có tiền đấy. Và đấy là điều mà tôi chia sẻ với bạn, là không phải là chỉ có một số anh em đang ngồi học ở đây, mà có hàng triệu người họ không biết cái điều này đấy. Rất là đáng tiếc. Rồi. Một khi bạn kinh doanh hay bạn đầu tư, bạn muốn làm gì thì làm, nhưng một khi mà mình đã đi sai quy tắc của tiền đấy, thì nói chung là mình sẽ gặp những cái hậu quả không lường được. Không lường được ở đây là phá sản, vỡ nợ, tắt điện thoại và đi mất hút. Bạn hình dung không? Bạn có biết nhiều người dịch Covid này không? Nhiều ông là nhảy lầu rồi, được chưa? Tắt điện thoại đi trốn hết rồi đấy. Gọi điện thoại không nhấc máy, nhắn tin không trả lời. Và thay vì mua 10 đồng bán 13 đồng thì tôi mua 10 đồng, tôi cải tạo 5 đồng và tôi bán 40 đồng. Rồi, bạn có hình dung cái tư duy này không ạ? Bước 1, tạo ra giá trị. Và bước 2, giá trị sẽ chuyển thành tiền. Hầu hết mọi người lãi rất mỏng bởi vì họ không có cái tư duy này trong đầu tư. Chủ đề tiếp theo của chúng ta có một cái câu hỏi rất là hay. Làm nào để kiếm tiền tăng gấp 10 lần đến 100 lần? Thì nhiều bạn thì bảo là làm sao mà tăng gấp 100 lần được. Ai của bạn thế? Một số bạn khác bảo là làm sao mà tăng gấp 10 lần được. Ai của bạn thế? Sao tự bạn lại dựng cho bạn những cái niềm tin giới hạn? Rồi. Tôi ví dụ, nếu mà tôi cũng có niềm tin giới hạn giống như bạn, thì ngày xưa tôi chỉ đi mua bán nhà. Một deal tôi kiếm được 200 triệu hoặc 300 triệu mua bán một cái nhà. Đấy chứ ạ? Thì thế thôi. 200-300 triệu là cũng là tuyệt vời rồi. Nhưng gấp 100 lần bạn có biết là bao nhiêu tiền không ạ? Một deal, một thương vụ nhá. Gấp 10 lần là được 2 tỷ một deal đúng không? Còn gấp 100 lần là một deal được hơn 20 tỷ. Và tôi chia sẻ với bạn là gần đây tôi cũng bán những cái deal mà một thương vụ lời gần 30 tỷ. Thì để bạn hiểu câu chuyện ở đây, nếu bạn có cái niềm tin giới hạn thì tự nó sẽ ngăn cản bạn đi đến thành công thôi. Rồi. Ok. Bao nhiêu bạn đồng ý là không để cái niềm tin giới hạn ngăn cản bạn đi đến thành công thì bạn comment vào ô chat là niềm tin giới hạn. Rồi. Ok ạ. Bạn hãy comment vào ô chat đi ạ. Niềm tin giới hạn. Và câu hỏi dành cho bạn là bạn có nó hay không? Đấy. Trong tất cả chúng ta ngồi đây, ai cũng sẽ có những cái niềm tin giới hạn của mình. Tôi ví dụ. Ví dụ tôi nói bạn là đi mua bất động sản không bỏ tiền. Thế bạn bảo làm gì có vụ đấy. Thế ai bảo bạn thế? Thế hôm nào bạn đến lớp học nhé, tôi giới thiệu cho bạn mấy đứa học viên của tôi, nó mua không bỏ tiền nhé, được không ạ? Rồi. Thế là nhiều bạn thì luôn có những cái niềm tin giới hạn và ngăn cản bạn đi đến thành công. Rồi. Bước 1, nhận ra đó là cái niềm tin giới hạn. Rồi. Rồi, ok. Thế bây giờ chúng ta vào phần này nhé. Làm thế nào kiếm tiền tăng gấp 10 lần đến 100 lần? Cái người mà người ta làm được rồi, người ta bảo không, cái việc đấy là đúng mà. Còn cái người mà chưa từng trải nghiệm cái điều đó, họ bảo cái này kinh nhỉ, làm sao mà có thể làm được nhỉ, cái này không biết có phải thật không nhỉ. Chứ còn cái người ta đã từng mua bán những cái vụ mà x5 x10, người ta vào những cái thương vụ giao dịch một vài trăm tỷ rồi ấy, thì người ta bảo không, cái việc đấy là có, đúng rồi, có chứ không phải không có đấy. Thì ở đây tôi chia sẻ với bạn là khi bạn không làm được thì bạn đừng nghĩ là người khác cũng không làm được nhá. Rồi. Ok, bao nhiêu bạn đồng ý với điều này? Hãy comment vào ô chat. Giống như một bạn môi giới thôi. Lần đây, từ hồi xưa giờ nó chưa bao giờ, nó cứ đi làm, nó kiếm tiền. Lương được của nó được 5 triệu, 7 triệu một tháng. Khi tôi hướng dẫn cho nó làm môi giới, nó kiếm được 200 triệu trong một thương vụ. Và nó bảo là đúng thật,
đời em mà không biết anh thì có khi là chả bao giờ em được nhiều tiền như thế. Hay gần đây cái bạn bán môi giới bán cái tài sản cho tôi, bạn ấy kiếm một, bạn biết bao tiền không? Một thương vụ 1 tỷ đồng môi giới, tiền môi giới đấy chưa? Thế là nhiều anh chị em thì bạn nên biết là à, không có gì là không thể. Rồi bạn hãy comment vào ô chat đi, không có gì là không thể. Rồi và cái dở nhất ấy là bạn có những cái niềm tin giới hạn của mình đấy, ngăn cản bạn đi đến thành công. Tự bạn kể cho bạn nghe những cái câu chuyện dở hơi của bạn. Rồi ôi em khó khăn, bố mẹ em chả dạy em gì về kinh doanh, nhà em cũng chả ai làm kinh doanh, đời em chỉ như thế này thôi. Ai bảo bạn thế? Bạn tự kể với mình những câu chuyện như vậy và càng dở hơi. Tại sao bạn không kể cho mình những câu chuyện mới cho cuộc đời của mình? Đấy. Gia đình tôi khó khăn, không được ai hướng dẫn, vì thế tôi phải ra ngoài, tôi đi tìm những người thầy cho mình. Và tôi tin là với cái thái độ ham học tập, được chưa? Sẵn sàng học hỏi bất kể cái điều gì, đấy, tôi sẽ nhanh chóng đi đến thành công. Và tôi có thể là gặt hái được những cái thành quả mà tôi mơ ước. Tôi có thể kiếm được nhiều triệu đô la và tự do tài chính. Tại sao bạn lại không kể cho bạn nghe những cái câu chuyện mới trong cuộc đời của bạn? Đấy. Thay vì là bạn tự kể cho mình đấy, những cái câu chuyện mà nó làm hại cuộc đời của bạn, hãy bạn hãy comment vào ô chat đi ạ. Đấy. Thay đổi cái câu chuyện của bạn đi. Rồi. Bạn hãy comment vào ô chat là hãy thay đổi cái câu chuyện của bạn. Rồi. Cái câu chuyện cuộc đời của bạn. Đấy. Một số bạn mà tự viết xuống cái câu chuyện trong cuộc đời của mình đấy, thì bạn chọn cái câu chuyện gì? Bạn là đạo diễn luôn, được chưa? Bạn cũng là diễn viên luôn. Rồi. Bạn tự viết kịch bản cho cuộc đời của mình đi. Rồi. Và tại sao bạn lại sử dụng cái kịch bản cũ? Và tại sao bạn lại sử dụng câu chuyện cũ cho cuộc đời của mình? Rồi. Rồi. Thế phần này thì tôi muốn chia sẻ với bạn một cái chủ đề rất là hay. Làm nào kiếm tiền tăng gấp 10 lần đến 100 lần. Bao nhiêu bạn muốn học cái chủ đề này? Rồi. Thế chúng ta bây giờ đây là cái phần mà các bạn tôi chia sẻ. Và cái đây là một cái bài học nhé. Mà cái bài học này ấy, là chia sẻ từ một cái người đàn anh đi trước. Anh ấy đã kiếm hơn 100 triệu đô la. Và anh ấy hướng dẫn cho tôi cái bài học này. Và anh ấy nói là như này: xuyên suốt cuộc đời em cần phải hiểu và vận dụng thường xuyên nó trong cuộc đời của mình. Bao nhiêu bạn thật sự muốn học cái bài học này? Đấy. Rồi. Bạn hãy comment vào ô chat để tôi biết. Rồi. Cái tinh thần học tập của bạn rất là cao. Rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái ý tưởng như sau. Hầu hết mọi người đều mong muốn, đấy chứ, là kiếm được tiền. Và hầu hết mọi người mong muốn là một phát ra tiền luôn. Đây là tiền, đấy chứ ạ. Một phát ra tiền luôn. Đi cái con đường này, hiện nay ai có thể làm được cái điều này? Một phát ra tiền ngay. Bạn biết ai không ạ? Nhà máy in tiền. Một phát in ra tiền ngay. Rồi. Ở đây có anh em nào đang làm ở nhà máy in tiền không? Rồi. Đấy. Tôi chia sẻ với bạn là như này, những người nào có thể đi được con đường này? Đối tượng số 1 nhá, nhà máy in tiền. Đối tượng số 2 này, casino. Đấy, bạn vào casino chả làm gì cả, thả tiền xuống. Một đồng ăn 2 đồng, một đồng ăn 5 đồng, một đồng ăn 10 đồng, tùy vào bộ môn bạn chơi. Đấy chưa ạ? Rồi. Thế và tất nhiên casino mở ra không phải là cái chỗ để mà bạn kiếm tiền. Đấy, chỉ để chơi cho vui thôi. Và xin mời bạn nộp tiền. Tôi chia sẻ với bạn, bạn nào đã đi casino rồi, Singapore, Malaysia, Campuchia. Rồi. Bạn nào đã đi casino rồi, vào chơi các casino ở đấy chưa ạ? Rồi. Thế thì ngay kể cả cái phong thủy của cái casino nó bố trí cũng rất là hay. Nếu bạn để ý trên đầu của tất cả casino ấy, trên đầu của bạn ấy đầy những cái gai nhọn đâm tua tủa các con rời, coi như là chủ yếu là hy sinh. Bạn hình dung không ạ? Cái phong thủy của cái casino nó cũng rất là hay. Rồi. Và cái người chơi bài luôn ở trong cái trạng thái tỉnh táo. Tại sao? Bởi vì trong casino thường xuyên và liên tục được bơm oxy vào, làm cho anh em rất là liên tục cảm thấy là thoải mái, đánh thâu đêm suốt sáng luôn. Rồi. Thế thì nên là nhiều bạn thì ở đây tôi nói là casino chỉ là chỗ để cho bạn chơi giải trí thôi, không phải chỗ để bạn kiếm tiền, thấy chưa? Rồi. Thế nào, ai có thể đi con đường này nữa à? Rồi, ai có thể đi con đường này? Thì tôi chia sẻ với bạn là đấy là những trường hợp như sau: có thương hiệu và uy tín. Tôi ví dụ tập đoàn Vingroup cách đây khoảng 2 năm đưa một công ty lên sàn chứng khoán,
lập tức giá trị của công ty đó trị giá hơn 3 tỷ đô la. Bạn hình dung vào này không ạ? Những cái người mà những cái tổ chức mà có uy tín và thương hiệu lớn ở trên thị trường, thế thì khi họ tung ra một cái dự án, tôi ví dụ như này, tôi giới thiệu bạn một cái dự án bất động sản, đây sắp tới tôi làm cái dự án này nhé, xin mời anh em góp tiền, chỉ trong vòng một buổi một tiếng đồng hồ anh em góp cho 20 tỷ đồng nhẹ nhàng, mỗi người thể thao 300, 500, 1, 2 tỷ. Thì tôi chia sẻ với bạn là như này, câu hỏi này, dự án đã làm chưa? Chưa đúng không? Tiền có chưa? Rồi. Điều đó chỉ xảy ra với những người có uy tín và thương hiệu. Hầu hết mọi người không thể đi con đường ấy được. Chúng ta không thể đi con đường ấy được. Chúng ta phải tư duy hai bước. Đấy ạ. Chúng ta phải tư duy trước tiền là gì? Trước tiền là gì là thân mình? Rồi. Ok ạ. Đấy. Và chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại về cái câu chuyện này. Trước tiền là gì? Rồi. Thì có hai câu trả lời tốt cho nhiều bạn. Đấy. Đầu tiên ấy, mà tôi muốn chia sẻ với bạn cái chủ đề mà vừa chúng ta hỏi là như này, làm thế nào kiếm tiền tăng 10 đến 100 lần. Thì cái chủ đề này được gọi là đặt câu hỏi thông minh. Tức là đây là một cái phương pháp tư duy của những người thành công, luôn bắt đầu bằng một câu hỏi thông minh trước khi mình tư duy. Viết một câu hỏi xuống và bắt đầu tư duy về vấn đề đó. Đó là cái phương pháp suy nghĩ của những người thành công. Đấy chứ ạ. Đặt câu hỏi tuyệt vời sẽ tìm ra được một câu trả lời tuyệt vời. Sai lầm của hầu hết mọi người là đặt cho bản thân những câu hỏi ngu. Và mình cũng thấy mình ngu luôn. Thế tôi ví dụ, nếu bạn đặt câu hỏi kiểu như này: sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này nhỉ? Sao mà dịch Covid nó lại xảy ra khiến cho mình điêu đứng thế này nhỉ? Và bạn càng đào sâu vào câu hỏi đấy, bạn càng cảm thấy mình ngớ ngẩn. Ok, bạn hãy comment vào ô chat đi, đặt câu hỏi một cách thông minh. Đặt câu hỏi chính là tìm ra được cái câu trả lời. Rồi. Thế thì những cái người tuyệt vời luôn biết đặt những cái câu hỏi tuyệt vời. Và ví dụ đặt cái câu hỏi là làm thế nào mà bạn có thể gia tăng cái thu nhập của mình, kiếm tiền tăng gấp 10 lần đến 100 lần, là một câu hỏi tuyệt vời. Rồi. Đặt câu hỏi thông minh. Rồi. Thế thì sai lầm. Vâng. Thế thì nhiều anh em, và có thể là nhiều thời điểm mình đặt ra những câu hỏi ngu ngốc với bản thân, và cuối cùng thì mình càng đào sâu vào nó, mình càng thấy mình ngớ ngẩn. Rồi. Ok ạ. Thế bây giờ nhá, quay trở lại. Đấy. Bạn hãy ghi cái điều đó vào nhá. Bạn hãy ghi cái điều đó vào. Vâng. Hãy đặt những cái câu hỏi tuyệt vời cho bản thân bạn. Vâng. Rồi. Bây giờ chúng ta đi tiếp nhé. Trước tiền là gì? Rồi. Thế chúng ta có hai khả năng của cái câu trả lời tuyệt vời. Một, trước tiền có thể là cơ hội. Rồi, cơ hội. Cơ hội có nghĩa là như này. Nếu bạn tìm thấy cơ hội thì cơ hội nó sẽ tạo ra tiền. Như vậy cái tâm trí của bạn ở đây là chưa tập trung vào tiền, mà bạn phải tập trung vào đi tìm cơ hội. Rồi. Và bạn bắt đầu sẽ suy nghĩ là cơ hội đang ở đâu. Vấn đề là như vậy. Đấy. Nếu tìm thấy cơ hội và mình xoay sở nó thì mình sẽ kiếm được tiền. Rồi. Như vậy thì cơ hội đang ở đâu. Rồi. Thế thì tôi chia sẻ với bạn là như này. Một bạn ví dụ muốn kiếm 1 triệu đô. Nếu bạn chưa kiếm được 1 triệu đô đầu tiên. Ở đây bao nhiêu bạn muốn kiếm 1 triệu đô đầu tiên nào? Đấy. Bao nhiêu bạn muốn là không chỉ kiếm 1 triệu đô. Đấy. Mà ở trong gọi là cả đời. Mà đôi khi là trong một thương vụ. Hoặc là 1 triệu đô trong vòng 1 năm. Hoặc có những bạn này 1 triệu đô trong vòng 1 tháng. Hay là 1 triệu đô trong vòng 3 năm, tôi không biết được. Bất kể cái chỉ số nào của bạn. Thế thì ở đây tôi chia sẻ là như này. Giả sử ở đây bạn muốn kiếm là 1 triệu đô. Được chưa? 1 triệu đô la. Thì trong nhiều trường hợp, cái cơ hội này nó phải tương xứng với số tiền. Rồi, thế nào là tương xứng với số tiền? Tôi ví dụ này. Tôi có bạn 9X. Thế phụ trách một cái dự án khoảng hơn 20 hectare. Đấy. Bạn là lead. Thế thì khi mà bạn nên làm việc với cái dự án đấy, cái quy mô cái dự án nếu bán hết nó được khoảng hơn 300 tỷ đồng. Thì khi bạn làm việc với một cái dự án lớn như thế thì cái khả năng mà bạn ấy kiếm được 1 triệu đô nó cao. Nó cao hơn. Đồng ý không ạ? Như vậy ở đây bạn học được một cái bài học là cơ hội phải tương xứng với số tiền. Nếu như bạn đang làm một cái việc gì đó mà bạn không thấy là nó tương xứng. Đấy. Tức là nó có không, nếu mà ví dụ như là bạn đang triển khai một cái việc gì đó và bạn biết chắc là nếu mà như tư duy này là không bao giờ đạt được. Đấy. Thì bạn phải đi tìm cái cơ hội mới. Rồi.
Ok nhá. À, tôi chia sẻ bạn câu chuyện thứ hai. Thì tôi có một anh bạn, thì anh này anh ấy sau khi tốt nghiệp ra trường đại học ngoại thương, học xong thì anh ấy chỉ sau 3 năm là anh ấy kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên. Và tôi mới hỏi anh ấy là thế làm sao mà anh lại kiếm được 1 triệu đô la trong cái câu chuyện của anh. Thì anh bảo là ngày xưa mình gặp may thôi, tức là mình học đại học ngoại thương thì mình có ngoại ngữ. Thế sau đó thì mình có cái cơ hội mình đi làm với ông anh làm về môi giới, nhưng mà chuyên môi giới cho bọn nước ngoài, nó vào nó mua các cái tòa nhà. Các cái tòa nhà, các cái khách sạn, các cái tòa nhà văn phòng thì mỗi một cái tòa nhà nó phải 10, 20, 50 triệu đô trở lên cơ. Thế thì chính vì mà làm với những cái tài sản giá trị rất lớn như thế, cái cơ hội nó lớn như thế, nên là mình mới lại sau 3 năm là mình đã kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên rồi. Đấy, sau khi ra trường. Đấy. Cơ hội phải tương xứng với số tiền. Rồi, ok. Thế làm việc với những cái cơ hội lớn thì cái số tiền mà bạn có thể kiếm được lớn. Rồi, ok nhá, đấy là ý tưởng số 1. Và cái tâm trí của bạn hiện nay có thể như thế này, là ngay kể cả bạn đang không có tiền, bạn vẫn phải tập trung vào đi tìm cơ hội. Rồi, không đủ tiền vẫn phải tập trung vào cơ hội. Cứ nghe ai nói một giới thiệu một cái thị trường nào đó, một cơ hội nào đó là bạn phải lên đường. Tại sao? Kể cả không đủ tiền, khi không đủ tiền bạn đến nơi, bạn nhìn thấy cơ hội và sau đó bạn mới nghĩ cách để xoay sở nó. Đấy. Sai lầm của mọi người là cứ đợi có đủ tiền mới đi tìm cơ hội. Ai bảo bạn thế? Tìm thấy cơ hội rồi nghĩ cách xoay sở tiền sao? Rồi, ok, xin mời lớp mình comment vào trong ô chat. Tập trung tìm kiếm cơ hội. Đấy ạ. Đấy mới là cái tâm trí của bạn. Rồi, chứ không phải là tập trung vào tiền. Rồi, ok, bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Hãy comment vào ô chat. Yes, hay là ok, hay là tuyệt vời. Để tôi biết là bạn nắm được rồi. Rồi. Cơ hội phải tương xứng với số tiền. Và bạn ghi cái điều đó vào. Đi tìm cơ hội ngay cả khi không có tiền. Không có tiền vẫn đi xem cơ hội. Được chưa? Rồi. Không có tiền vẫn đi xem cơ hội. Nên là hôm qua chúng ta mới có một cái bài tập là không có tiền vẫn đi xem nhà. Bạn nhớ về không ạ? Vẫn đi xem nhà, vẫn đi xem xe, vẫn đi xem công ty. Đấy. Rồi. Trước tiền là gì? Thì câu trả lời trước tiền là cơ hội. Nếu bạn muốn x10 cái số tiền của bạn ở đây, được chưa? x100 cái số tiền của bạn ở đây. Rồi. Thì trong nhiều trường hợp bạn phải đi tìm cái cơ hội, cái thị trường, cái sản phẩm đấy, hay là cái dịch vụ hay là cái loại bất động sản mà có thể x10 và x100. Rồi. Thế là cái bài học đầu tiên. Bài học thứ hai, trước tiền là gì? Trước tiền là gì? Thì có một cái câu trả lời cho bạn. Trước tiền là bạn phải đem lại cái giá trị ở trên thị trường. Thế thì những người thành công ấy, thì cái công thức của họ là như thế này. Bước 1, tìm thấy cơ hội. Bước 2, cơ hội nó mới chuyển thành tiền, xoay sở nó. Xoay sở cơ hội và sẽ có tiền. Hoặc là bước 1 phải tạo ra cái giá trị, và bước 2 giá trị sẽ chuyển thành tiền. Ví dụ này, tôi chia sẻ cho bạn. Ví dụ bây giờ bạn đang học Nick đi. Bạn học 3 ngày của Nick, học miễn phí và học được rất nhiều bài học tuyệt vời. Câu hỏi này, Nick có đang đem lại giá trị cho bạn hay không? Nào, theo bạn, Nick có đang đem lại giá trị cho bạn hay không? Rồi. Bước 1, tạo ra giá trị. Và bước 2, giá trị nó mới chuyển thành tiền. Rồi. Thế thì tôi ví dụ thêm cho bạn để bạn hình dung trong các ngành kinh doanh như nào. Ví dụ một bạn là như này, mở một cái nhà hàng, quán ăn. Thế thì cái quán ăn của bạn này này, đồ ăn rất là ngon. Đấy, quán thì cũng rất là tinh tế, trang trí rất là đẹp, phục vụ rất là nhanh, thái độ nhân viên rất là tuyệt vời. Được chưa? Thế thì theo bạn này, cái nhà hàng này có đang đem lại giá trị cho khách hàng không? Có đem lại giá trị ở trên thị trường không ạ? Có, đúng không ạ? Đấy, và theo bạn thì cái tư duy này có tuyệt vời không? Bước 1, bạn cần phải tạo ra cái giá trị gì đó trên thị trường. Và bước 2, giá trị nó mới chuyển thành tiền. Sai lầm của hết mọi người, họ chỉ muốn kiếm tiền thôi, họ không muốn tạo ra giá trị. Được chưa? Rồi, ok. Bạn hãy comment vào ô chat. Bước 1, tạo ra giá trị. Phần này, nhiều anh em mới là ở phần biết. Bạn biết cái điều đó, chưa chắc bạn đã hiểu cái điều đó. Được chưa? Đấy, chưa chắc bạn đã hiểu sâu sắc nó, và chưa chắc bạn đã tiến lên trình độ vận dụng được nó. Và tôi sẽ đưa cho bạn những cái ví dụ ở cái trình độ có thể vận dụng được cho bạn. Rồi. Bước 1, tạo ra giá trị. Rồi. Bước 2 thì giá trị nó mới sẽ chuyển thành tiền. Rồi.
Ok ạ. Thế bây giờ tôi ví dụ thêm cho bạn nhé. Vận dụng, bây giờ trình độ vận dụng này, tôi nói rồi, biết nó không giải quyết được cái gì cả, được chưa? Ăn nhau nó nằm ở phần vận dụng. Rồi. Thế nhiều bạn thì cứ nói là biết rồi, biết giải quyết được cái gì đâu. Đây. Ví dụ nhá, để vận dụng nhá. Được chưa? Ví dụ thứ nhất này. Tôi ví dụ cho việc đầu tư bất động sản. Tôi ví dụ này, tôi mua miếng đất 24 hectare, 2 km mặt biển, được chưa? Cái tư duy thông thường là như thế nào? Cái miếng đất này ấy, tôi chia sẻ với bạn là trồng dừa và nó có cái lợi nhuận rất là hay của việc là trồng dừa. Thì cái miếng đất 24 hectare này, bây giờ tôi có sự lựa chọn này, tôi mua 10 đồng và tôi sau khoảng 1-2 năm tôi bán 13 đồng, tôi kiếm được 3 đồng, cười như ma làm. Cách 1, được chưa? Cách thứ 2, cái miếng đất 24 hectare này tôi không làm như thế. Đấy, cái đường, tôi làm một cái con đường đi dọc bờ biển. Tôi đang phải cải tạo lại hai cái bãi cát. Và ví dụ, cái hàng dừa trồng cho nó đẹp ấy. Đấy, thì trồng 500 cây dừa. Ví dụ, mỗi cây 5 triệu đồng. 2 tỷ rưỡi tiền trồng dừa. Và thay vì mua 10 đồng, bán 13 đồng. Thì tôi mua 10 đồng, tôi cải tạo 5 đồng. Và tôi bán 40 đồng. Rồi, bạn có hình dung cái tư duy này không ạ? Bước 1, tạo ra giá trị. Và bước 2, giá trị sẽ chuyển thành tiền. Hầu hết mọi người lãi rất mỏng bởi vì họ không có cái tư duy này trong đầu tư. Rồi, bao nhiêu bạn hiểu cái điều tôi chia sẻ cho bạn, comment vào ô chat để tôi biết là bạn nắm được bài học này rồi. Rồi. Hầu hết mọi người lãi rất mỏng, được chưa? Rồi. Rồi, anh em comment vào ô chat. Rồi. À, nếu bạn đã nắm được cái ý tưởng này rồi thì tôi ví dụ trong việc vận dụng, ăn nhau nó nằm ở phần vận dụng như nó mình nhá. Rồi, biết không giải quyết được cái gì. Rồi. Rồi, ví dụ thứ hai nhá, bạn đi làm ăn với các đối tác, đặc biệt là các đối tác lớn. Hầu hết mọi người xông đến gặp đối tác đều theo kiểu là đấy, anh cho em cái A thì em sẽ cho anh cái B. Thì tóm lại là anh em mình phải trao đổi. Thế còn nếu như mà bạn học được cái tư duy này, bước 1 tạo ra giá trị, bước 1 cho trước đấy, thì bạn sẽ bắt được rất nhiều đối tác lớn. Rất nhiều người không bao giờ làm ăn được với các đối tác lớn bởi vì họ không có tư duy này. Anh tôi chia sẻ cho bạn ấy, cái câu chuyện mà cái bạn học viên mà tôi hướng dẫn có 300 nhân viên ấy, thì đi gặp một cái anh lãnh đạo một cái tập đoàn công ty bất động sản có 3.000 tỷ. Thế thì khi sang mà trao đổi đề cập là luôn nói là như này này, anh có cần em giúp cái gì không, anh có cần em hỗ trợ về marketing, bán hàng hay về phân phối không, bọn em giúp anh. Đấy, bọn em tư vấn cho anh free, anh có thể tự triển khai cũng được, hoặc là anh hợp tác với bọn em không sao cả. Đấy, thì cái cách mà tiếp cận như vậy ấy, thì bạn sẽ gặp được nhiều người thành công hơn rất nhiều. Nhiều người cứ kêu là tại sao không làm ăn được với các đối tác lớn, bởi vì họ không hiểu cái bài học này. Đấy, họ không hiểu cái từ khóa này. Đấy, là bạn phải học cái cách cho trước. Hầu hết mọi người thì đều nói về cho đi, đấy chứ ạ. Các bạn hãy comment vào. Đấy. Bước 1, trao giá trị trước. Rồi. Hoặc là một số bạn có thể ghi là cho trước, đấy chứ ạ. Rồi. Câu chuyện thứ 3 đấy, mà tôi muốn chia sẻ với nhiều bạn. Đấy. Cho trước nha. Đấy. Cho trước với khách hàng, cho trước với đối tác. Rồi. Thì, ví dụ như một bạn là nhân viên. Ở trong này có bao nhiêu bạn đang là nhân viên làm ở một công ty nào đó nào? Rồi. Thế thì rất là nhiều bạn là nhân viên. Thế nhưng mà tôi chia sẻ với bạn là lúc nào cũng đây cũng tư duy là cái tư duy là một bước này. Chả thấy tăng tiền cho mình gì cả. Chả thấy tăng lương cho mình gì cả. Chả thấy tăng thu nhập cho mình gì cả. Quái nhỉ. Cái anh sếp này buồn cười nhỉ. Hầu hết mọi người tư duy như thế. Và rất ít người nhân viên có cái khả năng tư duy là bước 1 mình phải tạo ra giá trị. Giá trị ở đây có nghĩa là gì? Ví dụ, bạn nhân viên này đi làm sớm hơn, đi về muộn hơn, đấy chưa? Đóng góp nhiều cái giá trị cho tổ chức, học hỏi phát triển cái kỹ năng, đấy chưa? Cái những cái sở trường của mình, những cái nghề của mình và liên tục đóng góp cho tổ chức, cho công ty. Đấy, cải thiện kỹ năng, đóng góp cho tổ chức nhiều hơn thì bước 1 tạo ra giá trị và sau đó 6 tháng 1 năm, đấy chưa? Thì
sếp có thể gọi lên hỏi là ồ thế anh thấy em làm việc tốt đấy, thế thì anh sẽ xử lý lại bài toán chia cho em nhé. Ví dụ thêm cái phần thưởng doanh số là như thế này, hay là cho em thêm cái phần phần trăm là như thế này. Thế thì một là sếp sẽ gọi bạn lên xử lý lại bài toán chia. Hai là sếp của bạn không có để ý, được chưa, đến bài toán chia. Thì bạn phải lên, bạn trao đổi, bạn đề xuất, bạn bảo anh, em thì cũng đóng góp rất nhiều cho tổ chức rồi đấy. Đấy, thế thì em cũng là nỗ lực đấy, và em muốn là anh xem lại giúp em bài toán chia. Thì bạn phải trao đổi, bạn phải thương thảo. Đấy, nếu mà anh không xử lý lại cho em bài toán chia đấy, thì anh biết rồi đấy. Đấy, thì em có khi là phải tìm đường cứu nước thôi. Bạn hình dung phần này không ạ? Thế nhưng mà nếu như mà bạn chưa đóng góp được cái gì cho tổ chức, mà bạn nên bạn bảo là thôi em cho em bài toán chia thì không có đâu, được chưa? Không có vụ đấy đâu. Đấy. Đây câu chuyện nhất. Câu chuyện thứ hai là nhiều người ấy thì cứ không hài lòng. Ví dụ cán bộ cấp dưới, nhân viên không hài lòng nghỉ luôn, chả trao đổi gì cả. Cái tình trạng đấy theo bạn có nhiều không? Rồi cái vụ đấy rất nhiều, và tôi đã gặp rất nhiều người họ mất tướng mất quân bởi vì họ không biết cách xử lý tốt bài toán chia. Đấy. Rồi và bạn nhớ cái bài học thương thảo trước kết thúc sau không? Bạn nhớ bài học đấy không ạ? Rồi ok. Rồi nhá, đầu tư này, đối tác này, nhân viên này, đấy, bán sản phẩm dịch vụ. Thế thì nhiều bạn thì cứ là băn khoăn đặt câu hỏi là làm nào bán sản phẩm một cách dễ dàng. Đấy. Cái sản phẩm của bạn làm thế nào để bán dễ dàng đây? Thế thì bạn nên nhớ cái bài học này. Cái bài học này vô cùng quan trọng cho cả cuộc đời của bạn. Chúng ta đang nói về từ giá trị, và bạn phải học cái cách gia tăng giá trị. Thế thì ví dụ chúng ta có hai cái cột. Đấy. Ví dụ một người nói là tôi đang bán một cái miếng đất 10 tỷ, một cái nhà 10 tỷ. Thế một người bảo, ui 10 tỷ cơ à, đắt thế. Thế người kia bảo, đâu đắt cái gì? Nhà tôi nhà mặt phố mà, bình thường ấy, nó cái tài sản như thế, nó phải cỡ tầm nhé, là ví dụ như là phải 15 tỷ. Đấy, mà bét ra ngoài 13 tỷ, tôi bán 10 tỷ là rẻ đấy. Thế tôi đang rất cần tiền tôi mới bán ra đấy. Thì 10 tỷ là rẻ chứ, sao bạn lại bảo đắt? Thế nhiều người chỉ nhìn vào cái giá cả, họ không hiểu là để thành công ấy, thì họ phải tập trung vào phần nó gọi là giá trị. Quan trọng là những cái giá trị mà bạn nhận được. Đấy. Những cái giá trị mà bạn nhận được nó có xứng đáng hay không? Và nó cao hơn cái phần giá cả hay không? Đấy chứ ạ? Thế rất là nhiều người không biết cái điều này. Ví dụ, cái giá cả bạn đóng ra như thế. Nhưng ví dụ giả sử như này, bạn đi học một lớp học của Nick, lớp đầu tư, lớp môi giới. À, hay là lớp combo. Đấy. Lớp môi giới ví dụ hơn 30 triệu chẳng hạn. Nhưng mà cái giá trị bạn nhận được là gì? Là bạn sở hữu một cái nghề, bạn sở hữu một cái sự nghiệp. Và đôi khi một thương vụ bạn có thể kiếm được 200, 300 triệu hoặc 500 triệu, hoặc là 1 tỷ đồng giống như cái bạn học viên của tôi, hoặc là 50 triệu thì cũng thừa cái số tiền đó rồi. Cái thứ hai, bạn được vào cộng đồng học viên của Nick, được vào một cái cộng đồng 1.500 học viên trên toàn quốc, được chưa? Thì những cái giá trị bạn nhận được là gì? Cái thứ ba, ví dụ bạn có số điện thoại của tôi. Đấy, thế thì ví dụ những cái chủ đề về môi giới bạn được phép hỏi tôi. Đấy, tức là chúng ta học cái gì chúng ta được hỏi cái đấy. Ví dụ tình huống là em vào gặp khách như thế này rồi, thế bây giờ thì hôm nay là lưu ý cái gì? Thì hầu hết mọi người ta không để ý đến cái phần giá trị người ta nhận được. Và cái bí quyết để thành công trong kinh doanh ở đây, nếu bạn đang bán bất kể cái sản phẩm dịch vụ gì, là bạn phải làm cái cột giá trị nó cao, và nó cao hơn cái cột giá cả. Rồi, bao nhiêu bạn hiểu cái điều mà tôi chia sẻ cho bạn? Bao nhiêu bạn thấy tôi hướng dẫn cho bạn rất là rõ ràng, dễ hiểu? Đấy. Và những cái kiến thức kinh doanh tuyệt vời mà bạn đọc sách đôi khi cảm thấy rất khó hiểu. Đấy. Rồi bạn hãy comment vào ô chat. Rồi. Đấy là lý do tại sao mà tôi nói nhiều bạn rồi. Là bạn đọc sách ở nhà, bạn nhảy vào tự nghiên cứu từ quá sớm và nó không hiệu quả. Đấy. Bạn phải đi học, gặp những người thành công và người ta giải thích cho bạn rất là rõ ràng, dễ hiểu, bởi vì cái khả năng về hệ thống hóa, khả năng về sư phạm. Đấy. Rồi. Đây là đây tôi khuyến khích nhiều anh chị em. Đấy chưa? Là trong kinh doanh, khi nào thì sản phẩm được bán dễ dàng. Đấy là bạn phải học cái cách làm gia tăng giá trị, rồi bán sản phẩm và dịch vụ. Rồi thế nó mình có nhớ cái bài học mà đây, bài học về chai nước không ạ? Một số bạn có xem cái video bài học về chai nước này không ạ? Rồi thì tôi chia sẻ với bạn là như này, cái chai nước này bình thường bán là chỉ có 5.000 đồng, và bây giờ làm thế nào để bán chai nước này 5 triệu đồng? Đấy, bạn nhớ cái bài học này không ạ, mà tôi đã chia sẻ với rất nhiều anh chị em rồi. Thì tôi sẽ bán cái chai nước này 5 triệu đồng cho anh em xem ở đây nhé. Được chưa? Bây giờ bạn nào
Bây giờ này, từ 5.000 đồng đến 5 triệu đồng là cái giá sản phẩm này tăng gấp 1.000 lần. Được chưa? Bây giờ bạn nào mua chai nước này 5 triệu đồng thì tôi sẽ tặng cho bạn 10 buổi tư vấn miễn phí về cái công việc kinh doanh và đầu tư của bạn. Ban tổ chức chỉ có 30 chai nước thôi. Rồi, bao nhiêu bạn sẵn sàng mua chai nước này 5 triệu đồng? Rồi, nhắc lại này, bạn được tặng, bạn nào mà mua chai nước này tôi sẽ tặng cho bạn 10 buổi tư vấn miễn phí về cái công việc kinh doanh và đầu tư của bạn. Rồi, xin mời anh em, bạn nào mua comment em hoặc là tôi vào đấy là tôi biết rồi. Rồi, xem mà được bao nhiêu chai nước nào. Rồi, anh em comment nhá. Rồi, 1, tôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, rồi, 61, 63, 65, 67, rồi, 69, 71, 73, 75, khoảng 75 chai, cứ cho 70 chai đi, được chưa? 70 chai nước này, nhân 5 triệu đồng. Thôi được, sáng nay thể thao được 350 triệu cũng được, đúng không? Anh em có mua thật không? Mua thật nhá, thì hãy comment, được chưa? Đấy. Ok ạ, thì đây tôi vừa ví dụ cho bạn. Làm thế nào để bán sản phẩm dịch vụ dễ dàng, gia tăng giá trị, add value vào cái sản phẩm. Đấy. Trong kinh doanh người ta gọi là add value, gia tăng giá trị vào cái sản phẩm dịch vụ của bạn. Sai lầm thường gặp, giữ nguyên chai nước này, được chưa? Giữ nguyên chai nước này và cạnh tranh nhau bằng giá. Anh bán 5.000 này, em bán 4.500. Anh bán 4.500 này, em bán 4.300. Anh bán 4.300 này, em bán 4.000, cho anh phá sản luôn. Mà anh phá sản xong thì em cũng phá sản. Được chưa? Anh em mình thi đấu với nhau bằng giá. Sai lầm, giữ nguyên sản phẩm và cạnh tranh bằng giá. Rồi, thế vừa nãy cái vụ chai nước này để các bạn hình dung là như vậy, chúng ta học bài học rất quan trọng, đúng không ạ? Add value, đấy, gia tăng giá trị. Khi nào thì bán sản phẩm dịch vụ dễ dàng? Đấy. Và đấy là cái câu trả lời cho nhiều bạn. Bán sản phẩm dịch vụ một cách dễ dàng. Rồi. Ok. Đấy, ví dụ, một cái nữa là liên quan đến việc là phục vụ khách hàng. Đấy. Điều gì sẽ khiến cho khách hàng hài lòng? Đấy. Chính là bạn tạo ra rất nhiều giá trị cho khách hàng. Rồi. Đó là lý do tại sao mà nhiều bạn khi đi học Nick, các bạn ấy cảm thấy nhận được rất nhiều giá trị. Nào là có thêm mối quan hệ, nào là có cái sự tư vấn của giảng viên. Đấy. Nào là được vào cộng đồng, nào là được trang bị kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và kiếm được tiền ngay. Đấy chứ ạ? Đấy. Thì tôi chia sẻ với bạn ở đây là ăn nhau nó sẽ nằm ở phần vận dụng. Đấy. À, cái vụ vừa bán chai nước này là ví dụ nhé. Được chưa? Chứ là không có bán cái vụ này nhé. Cái 10 buổi tư vấn của tôi không có thời gian cho anh em được, và 70 anh em không được. Chiến lược giá cạnh tranh cũng là một chiến lược, được chưa? Tuy nhiên ở đây tôi đang khuyến khích các bạn là nhiều anh em là không nên chỉ tập trung vào giá. Đấy. Rồi. Thế thì ở cái dạng khác là tôi ví dụ đây ạ. Thì ví dụ không thể hiểu một cách đơn giản hơn, tôi ví dụ cái chai nước này không phải bán 5 triệu, bán 10.000 đồng thôi. Thế tôi ví dụ như là cái chai nước này của tôi có một tính năng khác, tôi cho một cái tính năng khác, tôi add value là cái chai nước này ấy, nó có một cái rút ra được, xoay ra được, rút ra được, là một cái cốc. Và đại khái là như vậy ấy, thì cái chai nước này lập tức là hai người uống được. Trước đây chai nước này chỉ một mình tôi uống thôi, tôi mà uống nhá thì bạn nghỉ, chứ anh em mình không uống chung cái chai này được. Nhưng nếu như cái chai này nó có một cái tính năng là rút ra được một cái cốc ấy, được chưa, thì có thể hai người uống được. Rồi, đây tôi ví dụ cho anh em để chúng ta hiểu cái câu chuyện là gia tăng giá trị. Ok. Rồi, vừa nãy là một số bạn bảo là được 400 triệu rồi. Không, vâng. À, 400 triệu cũng không lấy. Vâng. Đây là gọi là ví dụ minh họa cho anh em thôi. Vâng. Thế ngay bây giờ cứ cho anh em cơ chế đấy. Tất nhiên tôi biết ngay là anh em sẽ chuyển khoản ngay. Vâng. 5 triệu 10 buổi miễn phí. Vâng. Quá rẻ đúng không? Đấy, ok. Rồi. À, tình huống tiếp theo là trường hợp nào thì chai nước này sẽ bán được? Thì tôi chia sẻ bạn là như này. À, nhiều người phải suy nghĩ tiếp, giá trị đến từ đâu? Ở đây bao nhiêu bạn muốn học bài học này? Rồi, comment vào ô chat nào. Giá trị đến từ đâu?
Nhiều người không suy nghĩ, ở đây chúng ta đang gọi là tư duy ba bước. Đấy ạ. Giá trị đến từ đâu? Đó. Đồng ý trước tiền là phải đem lại giá trị. Thế nhưng mà giá trị thì đến từ đâu? Rồi. À, tôi ví dụ cho bạn một cái bạn để bạn hiểu luôn nhá. À, có một cái chị này, chị bán cái nhà 5 tỷ bán mãi không được. Chị bảo là thế nhờ tôi giúp. Tôi bảo ok thì để tôi giúp cho. Thì như này nhé, tôi lấy 100 triệu uống nước, tôi sẽ giúp cho bán cái nhà cho nhanh. Nhưng tôi lấy 100 triệu. Thế chị bảo ui dồi 100 triệu sao uống nước gì nhiều thế. Bây giờ ai cũng uống nước nhiều lắm. Mọi người giờ uống nước nhiều rồi chứ không còn uống nước như ngày xưa nữa rồi. Thế 100 triệu ấy có làm không? Thế chị bảo ok thôi rồi 100 triệu cũng chơi. Thế thì giúp thôi. Thế thì chị bảo là bởi vì tại sao ấy? Vì là đang phải là trả nợ ngân hàng mệt lắm. Đấy, vay ngân hàng mà. Tiếp theo là bây giờ sắp đến một vài khoản phải chi rồi nhưng không có tiền. Thế thì tôi bằng các cái kỹ năng marketing bán hàng, trong vòng 2 tuần tôi xử lý bán xong cái tài sản 5 tỷ đồng cho chị này. Tôi kiếm được 100 triệu đồng. Câu hỏi dành cho bạn này, tôi có đem lại giá trị cho chị ấy không? Tôi có đem lại giá trị cho chị ấy không nào? Theo lớp mình nào. Rồi, xin mời lớp mình. Có, đúng không ạ? Giá trị đến từ đâu? Rồi, giá trị đến từ đâu? Nào theo lớp mình, giá trị đến từ đâu nào? Rồi. Rồi, thì tôi xin chia sẻ bạn là như này. Giá trị nó đến từ việc tôi giải quyết cho chị ấy, nó gọi là nỗi đau hoặc là cái khao khát đấy, của khách hàng đấy. Giá trị đến từ việc giải quyết cho khách hàng cái nỗi đau và khao khát. Rồi. Thế thì cái việc mà chị không bán được nhà là cái nỗi đau của chị ấy. Thấy chưa? Là cái nỗi đau. Lợi ích là gì khi bạn biết cái kiến thức này? Rồi. Không bán được nhà là nỗi đau. Lợi ích là như này ạ, là bạn cần phải tập trung vào việc tìm hiểu cái nỗi đau của thị trường thay vì cứ bán cái mình có. Bạn hình dung không ạ? Chúng ta thường là có cái gì bán cái đấy. Bạn phải học cái cách nói chuyện với khách hàng, phỏng vấn khách hàng. Đấy, anh đau ở đâu? Đấy. Có rất nhiều thể loại nỗi đau. Nỗi đau về sự gọi là giàu có, ví dụ như là tiền bạc. Nỗi đau về sức khỏe, nỗi đau về hạnh phúc, vân vân. Rất nhiều thể loại nỗi đau. Đấy. Thế thì bạn hãy comment vào ô chat đi. Đấy, anh đau ở đâu? Bạn cần phải tập cái cách đó, nói chuyện với khách hàng. Rồi. Phỏng vấn khách hàng. Cái vấn đề của anh là gì? Anh đau ở đâu? Ví dụ như chúng tôi chẳng hạn. Đấy, thì đây thì ví dụ như là anh em học viên Nick mà đi học là rất hay đi nhậu, giao lưu với nhau. Đấy. Thế thì chúng tôi là ví dụ ở người tớp học, lớp học, ở cái buổi nhậu chẳng hạn, tôi thường hay hỏi là thế anh em, thế thì các bạn biết đến Nick qua đâu? Đấy, rồi là hiện nay các bạn đang gặp vấn đề gì? Đấy, cái nỗi đau của bạn là gì? Đấy. Thế thì cái sai lầm, rất là nhiều người họ cũng đi hướng dẫn, đi dạy học nhưng họ toàn là bán cái sản phẩm họ có thôi. Họ sao chép một cái sản phẩm gì đấy ở nước ngoài xong đó họ dạy lại nguyên si như thế. Nó không dựa trên cái gọi là cái nhu cầu thực tế của thị trường. Rồi. Ok. Nỗi đau và khao khát của khách hàng. Đấy. Thì bạn hãy comment vào ô chat đi. Anh đau ở đâu? Rồi. Ok ạ. Bây giờ nhá. Những trường hợp mà tìm được, phát hiện ra được cái nỗi đau lớn của thị trường là những người sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Rồi. Quay trở lại cái chủ đề này, vẫn cái chai nước này, được chưa? Thế thì tuy nhiên ấy, cái chai này bán ở đây không ai mua hết đây. 5.000 đồng, chả ai mua. Tại sao? Nhà bạn nước đầy. Nước nhà bạn đầy, bạn có đau không? Nếu bán vẫn bán cái chai nước này 5.000, không đau. Vấn đề nó như vậy, được chưa? Và câu chuyện là tôi chia sẻ với bạn là bạn hãy hình dung một cái bối cảnh khác. Đấy, nhóm của chúng ta, ví dụ khoảng độ tầm 1.000 anh em đang ngồi đây. Gần 1.000 anh em. Thế thì đi trên sa mạc rất là khát nước, được chưa? Thế và đi lạc đường mất một ngày rồi. Thế đột nhiên thì tôi rút ra một chai nước, báo cáo anh em tôi có nước. Và trong túi của tôi thì có 2 chai. Thôi tôi rút ra 1 chai, báo cáo anh em tôi có nước. Thế thì bây giờ theo bạn chai nước này bao nhiêu tiền? Xin mời anh em đấu giá nào.
Nào, mấy bao tiền xin mời anh em trả giá đi, đăng 5.000 đồng đấy. Triệu, 5 triệu, 5 tỷ hay là ký giấy nhận nợ vào đây nhé. Có bao nhiêu tiền đưa hết đây. Được chưa? Trên người có bao nhiêu vàng, bạc, kim cương giả hết ra đây. Đưa hết đây, khẩn trương, nhanh nhẹn. Bạn hình dung vào này không ạ? Vẫn là cái chai nước này, nhưng mà tìm được đúng thị trường và bán cho được đúng người. Đấy. Thì theo tôi, cái bài học ở đây ấy, cái bí quyết thành công là gì? Rất nhiều người người ta cứ hay hỏi nhau bí quyết thành công là gì? Bí quyết của cái sự giàu có là gì? Thì một trong những câu trả lời tuyệt vời ấy, là phải tìm được một cái thị trường mà có nhiều nỗi đau. Đấy. Nắm bất động sản cũng như thế, ở cái khu vực của bạn, ở cái địa phương của bạn, cái nỗi đau của thị trường là gì? Bạn đừng chỉ bán cái mình có, người ta đang cần tìm cái nhà để ở, người ta đang cần tìm cái phòng để cho thuê, để thuê, đấy chứ ạ? Người ta đang rảnh tiền mà không biết đầu tư vào đâu. Cái nỗi đau của thị trường là gì? Rồi. Ok, bao nhiêu bạn hiểu cái điều tôi chia sẻ? Bao nhiêu bạn nắm được cái bài học này rồi? Bạn hãy comment vào ô chat yes, ok hay là tuyệt vời để tôi biết là bạn đã nắm được bài học này rồi. Đó. Ê, nhiều anh chị em ấy thì tôi nghĩ là như này là nhiều bạn thì học cái bài học này, nhưng quan trọng là cái khả năng vận dụng. Ăn nhau nó sẽ nằm ở vận dụng. Rồi. Ok, xin mời lớp mình. Đấy, comment vào ô chat ăn nhau ở vận dụng. Thấy từ sáng giờ học rất nhiều bài học hay, rất nhiều bài học tuyệt vời. Comment vào ô chat nào. Đấy. Yes, ok, hay là hay hay tuyệt vời, để tôi biết là bạn từ sáng giờ bạn cũng tiếp thu được những cái điều mà tôi chia sẻ cho bạn. Đấy. Và nếu mà những anh chị em mà càng thành công thì càng hiểu sâu sắc cái bài học mà tôi chia sẻ. Thế những bạn mới khởi nghiệp thì bạn nghe thì bạn cũng có thể là có những cái cảm nhận, được chưa? Thế nhưng tuy nhiên thì tôi khuyến khích bạn là phải ghi chép lại. Đấy. Tiếp tục tư duy. Đó. Một số bạn có biết cái vụ công ty địa ốc Alibaba, rồi huy động hàng nghìn tỷ đồng, cam kết trả lãi suất là 3% một tháng, 36% một năm. Thế thì tôi có một vài bạn học viên, tôi đã dặn rồi đừng có đầu tư vào đấy, chả hiểu nghĩ thế nào, cứ đầu tư vào. Thế thì bảo với tôi là ui thầy ơi, giả tiền nó đầy đủ lắm, được chưa? Nó giả tiền em mấy tháng đầu đầy đủ lắm. Tôi bảo không bao giờ có cái vụ đấy. Đấy, không có công ty nào mà dám cam kết lãi suất là 3% một tháng, 36% một năm. Tại sao? Sai lầm số 3 của nhiều bạn là bỏ cuộc quá sớm. Rồi. Nhiều người bước vào bất động sản, nghe ai đó nói, ví dụ bạn có thể nghe tôi chia sẻ, ô, một quả tôi kiếm được hơn 1 triệu đô trong một thương vụ này bạn ơi. Thế một bạn bảo, ôi ngon nhỉ, em nhảy sang bất động sản theo anh. Thế thì nhưng khổ cái là vừa làm khoảng độ 6 tháng, không thấy ra tiền, nghỉ luôn. Làm 1 năm, 12 tháng, không thấy ra tiền, nghỉ luôn. Rồi. Theo bạn tình trạng đấy phổ biến không? Rồi. Sau đó được gặp một người bạn khác, nó bảo là dạo này chứng khoán mới hiệu quả anh ạ. Em nói anh, thị trường chứng khoán tăng lên 1.200 điểm rồi. Đấy. Hãy vào chứng khoán đi, hiện nay mỗi ngày không biết bao nhiêu ngàn tài khoản mở mới. Đấy. Vào chứng khoán đi. Thế bạn lại nhảy vào chứng khoán. Và đâu đó 3 tháng, 6 tháng lại không kiếm được tiền. Và bạn bảo chứng khoán chắc chả ăn thua. Đấy. Rồi bạn lại nghe người bạn của bạn, anh ơi vào Bitcoin đi, Bitcoin lên hơn 60.000 rồi. Thế là bạn lại nhảy sang Bitcoin, đúng vào thời điểm có khi nó lại cắm đầu. Đấy. Thế là cái sai lầm ở đây của nhiều người ấy, là họ không kiên định với cái sự lựa chọn của họ. Đấy. Thế thì tôi ví dụ, bạn nhìn thấy trên cái hình ảnh này, cái ông này ông ấy đào gần đến cái mỏ kim cương rồi. Được chưa? Thế nhưng mà chỉ còn 1-2 cuốc nữa thôi thì ông ấy bỏ về. Và nhiều người người ta không bao giờ đạt được thành công như vậy. Vì họ không có cái sự kiên định ở trong kinh doanh. Tôi có một cái bạn mà làm về bất động sản, một cái bạn học viên, nó bán mãi không được, bán chả bán được lô đất nào. Nó muốn xin nghỉ, nó là trưởng nhóm, nó muốn xin nghỉ. Tôi bảo nó là như này này, anh nói em sẽ không bao giờ thành công được ở bất kể một cái việc gì trong cuộc đời này. Đấy. Em biết tại sao? Đấy. Anh sẽ hướng dẫn cho em một cái phương pháp để sau này đấy, em có thể, tức là em có thể bỏ cuộc, anh đồng ý em sẽ bỏ cuộc, nhưng anh sẽ hướng dẫn cho em một cái phương pháp trước khi bỏ cuộc. Đấy. Bao nhiêu bạn muốn học cái phương pháp này nào, comment vào ô chat nào. Rồi. Thế nó bán mãi chả được, chả bán được đâu nào luôn. Và đây là câu chuyện rất là thực tế, và gần đây nó bắt đầu mới có thành công trong vòng khoảng 3 tháng gần đây. Thế thì tôi chia sẻ với bạn là như này, tôi bảo nó là anh nói em ấy mà cứ hơi khó này em bỏ ấy, thì nó thành thói quen rồi. Đấy. Thế bây giờ đồng ý là em sẽ nghỉ cái công việc là bán bất động sản này. Được chưa? Thế nhưng mà anh muốn là em hãy thiết lập một cái mục tiêu.
là khi nào bán được thì một cái thì nghỉ, khi nào bán được một bất động sản thì em nghỉ. Đấy. Tại sao phải làm cái điều này? Thiết lập một cái mục tiêu trước khi bỏ cuộc. Đấy. Ví dụ một số bạn cũng chán cái công ty của bạn, chán cái doanh nghiệp của bạn rồi, thế thì bạn ấy thiết lập một cái mục tiêu. Ví dụ bạn tiến đến, bạn đang 10 đồng, bạn tiến đến 13 đồng, hay bạn tiến đến 50 đồng bạn sẽ nghỉ. Đấy nhỉ? Người ta gọi là thiết lập một cái mục tiêu trước khi bỏ cuộc. Thì tôi nói với bạn này là hãy thiết lập cái mục tiêu, tức là khi nào em bán được một cái tài sản thì em nghỉ. Đấy chưa? Nhưng tại sao phải làm cái điều này? Lý do là nếu không em sẽ hình thành một cái thói quen là cứ khó là em sẽ bỏ cuộc. Đấy. Vì thế em hãy thiết lập một cái mục tiêu bán được một tài sản thì nghỉ. Có thể em không thích cái việc này cũng được, không sao, nghỉ. Đấy. Nhưng mình sẽ thiết lập một mục tiêu bán được, bán bằng được, làm đến khi nào thành công thì mới thôi. Đấy. Làm xong thì mình nghỉ. Thế thì bạn này bảo ok, em đồng ý với anh. Và bạn biết không, bạn ấy tập trung. Bây giờ bạn tập trung trở lại. Sau khi mà nghe tôi hướng dẫn như thế, bạn ok, em sẽ bằng mọi giá em bán được một căn rồi em nghỉ. Thế sau đó thì nó bán, nó quyết tâm, quyết tâm và quyết liệt hơn trong cái việc mà triển khai ấy. Thì cuối cùng sau khoảng 4 tháng từ cái ngày mà tôi nói chuyện với nó thì nó bán được một cái bất động sản đầu tiên, kiếm được 50 triệu đồng. Thế tôi bảo, tôi hỏi nó thế bây giờ thế nào. Nó bảo hay anh ạ, cái này hay, bây giờ em hiểu làm nào để bán được cái tài sản, em hiểu rồi. Đấy. Và cuối cùng là bây giờ không nghỉ nữa. Hôm trước thì khoe với tôi là mới kiếm được deal là 200 triệu đồng. Đấy. Tháng vừa rồi, tức là cái tiền môi giới. Thì cái bài học ở đây tôi chia sẻ với bạn, nó có quá nhiều người đấy, bỏ cuộc quá sớm. Tôi nói bạn ví dụ như là tôi đi đầu tư chẳng hạn, thời gian đầu có kinh nghiệm gì đâu, mua 3-4 miếng đất liền không có hiệu quả. Nếu như mà tôi bỏ cuộc thì tôi cũng sẽ không có cái thành quả. Đấy. Những cái miếng đất mà mua vào 15 tỷ bán 90 tỷ, hay những cái miếng đất mà mua vào 45 tỷ bán 70 tỷ thì mình cũng sẽ không có những cái thành quả như thế. Đấy. Nếu như mà mình bỏ cuộc sớm. Và bạn biết không, ví dụ như là gần đây tôi nói một số bạn là ở đây có miếng đất này tôi mua 7 tỷ thành 38 tỷ này. Bạn có biết là tôi đã mua ở chỗ đây bao năm rồi không? Tôi mua từ cách đây 10 năm rồi, ở cái vị trí đấy. Đấy chứ ạ. Và ở đây tôi chia sẻ với bạn là nhiều anh chị em thì sai lầm thường gặp. Một, đấy, bạn gọi là quá linh hoạt, nghe ai nói cái gì phát bạn chạy theo ngay. Đấy chứ ạ. Khả năng thứ hai, bạn quá bảo thủ, cái ngành của bạn nó cắm đầu rồi, nó khủng hoảng rồi, nó đi xuống rồi, nó cạnh tranh khốc liệt rồi, nó màu đỏ rồi, bạn vẫn còn bám víu vào nó và không phát triển cái mới. Đấy. Sai lầm số 1 này, gọi là quá linh hoạt, như là đéo cày giữa đường, cứ ai nói cái gì lại chạy theo. Thứ hai, quá bảo thủ. Ok, ở đây bao nhiêu bạn là thấy là mình cũng có những người quen như vậy. Hôm nay thì nghe bất động sản, mai thì chạy sang chứng khoán, ngày kia thì chạy sang coi. Rồi. Ok, rồi. Bạn nào rồi thấy là mình cũng có những người quen như vậy. Đó. Cuối cùng chả có thành công gì cả. Một trong những cái phẩm chất quan trọng của trong kinh doanh, người ta gọi là cái sự kiên định và lì đòn. Đấy. Là làm cho đến khi nào thành công thì mới thôi. Và đấy là một cái từ khóa cho rất là nhiều bạn. Đấy. Ví dụ bạn bước vào cuộc chơi bất động sản và bạn xác định là mình sẽ tiến lên điểm 8, điểm 9 và điểm 10. Đấy. Mình sẽ làm cho đến khi nào thành công thì mới thôi. Chúng tôi bước vào rất nhiều dự án, tôi nói với bạn, nhiều khi vào những cái dự án bán hơn 20 hecta đất, ví dụ thế, ban đầu cực kỳ khó khăn. Nhưng mà chỉ có một tinh thần thôi, làm đến khi nào thành công thì mới thôi. Đấy. Chỉ nhờ một tinh thần đấy, và nó giúp cho mình vượt qua rất nhiều những cái rào cản và những cái trở ngại. Đấy. Chứ còn nếu không thì cũng là chuồn lâu rồi, hầu như là ông nào ra trận là cũng chỉ thích là về khó khăn cái chuồn, đấy chứ ạ. Rồi. Và cái thiếu nhất của rất là nhiều người là khi là họ gặp khó khăn đấy là cái ý chí. Rồi. Không phải trí thông minh đâu ạ. Có rất là nhiều người thông minh nhưng mà không đạt được thành công nào hết ấy. Vì họ thiếu ý chí và nghị lực. Rồi. Ok. Đấy, xin mời anh em comment vào ô chat. Làm đến khi thành công thì mới thôi. Rồi. Và nếu như bạn cứ quen bỏ cuộc. Tôi đã gặp rất là nhiều bạn rồi. Tôi nói rồi. Nếu mà em bỏ cuộc ấy, thì nó sẽ trở thành thói quen của em thôi. Đó. Và chả có việc gì nó dễ dàng hết ấy. Việc gì sờ vào nó cũng khó hết. Rồi. Rồi thứ tư. Nên là thỉnh thoảng bạn gặp những người thành công có một câu hỏi rất hay. Làm, anh cho em hỏi anh làm khoảng bao lâu rồi? Đấy, thấy chưa? Ví dụ bạn thấy tôi đang hướng dẫn cho bạn học bài rất là dễ hiểu, rất là có cảm hứng. Gọi là giúp cho bạn những cái ý tưởng tuyệt vời,
Thế bạn nên hỏi tôi là anh cho em hỏi anh làm khoảng bao lâu rồi? Đấy chứ ạ. Thì cái câu trả lời của tôi dành cho bạn là tôi đã hướng dẫn được 9 năm rồi. Đó. Chứ tôi không phải mới hướng dẫn được 9 ngày. Đó. Và tôi biết cách để làm thế nào cho một người có thể là từ tay trắng không có gì và gặt hái được những cái thành quả. Đấy. Thế là tôi chia sẻ bạn một số bạn, bạn ấy mới hướng dẫn ấy, bạn ấy sẽ không có cái kinh nghiệm đa dạng của cách xử lý tình huống. Rồi. Và bạn hãy gặp bất kỳ cái người thành công nào, ví dụ bạn hỏi cái anh vừa nãy, cái anh làm sữa bao bì ấy, anh Minh ấy làm sữa bao bì ấy. Nếu bạn gặp bạn hỏi anh cho em hỏi anh làm bao lâu rồi? Thế ông mới trả lời là ờ thì làm hơn 30 năm rồi. Thế thì có bạn bảo anh ấy thế hơn 30 năm liền anh không biết làm gì à? Ông bảo đúng rồi, chả biết làm gì cả, biết làm mỗi sữa. Bạn hình dung phần này không ạ? Thực ra ấy, tôi chia sẻ với bạn, những người thành công ấy là họ rất là kiên định. Và ở đây ấy, một trong những bí quyết của thành công là người giàu là người ta luôn đi trên một con đường. Đó. Thì thực tế là tại sao điều đó lại hiệu quả thì đơn giản thôi. Bất kể bạn gọi là kém thông minh đến mấy, bất kể là bạn ngu đến mấy, bạn làm khoảng 5 năm, 10 năm trong một công việc kinh doanh và bạn chịu khó động não cải tiến, thì tôi khẳng định tất cả những sai lầm bạn đã trải qua hết rồi. Những gì cần cải tiến bạn cũng sẽ biết hết, đấy chứ ạ. Nên là bạn gặp bất kỳ người thành công nào nhé, hãy hỏi họ câu đấy. Anh cho em hỏi anh làm khoảng bao lâu rồi? Anh kinh doanh khoảng bao lâu rồi? Rồi. Và bạn hãy comment vào ô chat đi. Rồi. Cái ông tỷ phú Warren Buffett 6 tuổi ông xuất phát, năm nay ông ngoài 90 tuổi rồi. Ông ấy có 84 năm kinh nghiệm thôi. Ở đây có bao nhiêu bạn có 80 năm kinh nghiệm là comment vào ô chat cái xem nào. Rồi. Nên là xuất phát càng sớm càng tốt. Ngày hôm nay chưa biết gì về đầu tư, được chưa? Học hỏi về đầu tư, 10 năm sau bạn là một nhà đầu tư có 10 năm kinh nghiệm. Rồi, xuất phát càng sớm càng tốt. Anh em comment vào ô chat đi, xuất phát càng sớm càng tốt. Rồi. Rồi. Ở đây là làm bao lâu là trong cái việc kinh doanh, đấy ạ. Thế là nhiều anh chị em ấy cho con cái của mình xuất phát sớm đi ạ, 16 tuổi. Không phải. Không phải 16 tuổi, không phải 18 tuổi. Rất nhiều trường hợp năm lớp 9 đã được xuất phát rồi. Đấy, năm lớp 9 là bao nhiêu tuổi? 15 tuổi. Đấy chứ ạ. Được bắt đầu đã gọi là làm gì? Đấy. Cho vào kinh doanh rồi. Tôi ví dụ tôi trước tôi đi theo cái gia đình đấy là cho con vào cực kỳ sớm. Đấy, 10 tầm 15 tuổi là cho vào kinh doanh rồi. Thế thì nó cứ phụ việc gia đình thôi. Đấy. Thế thì và sau bạn biết không? Năm lớp 9 mà đã vào kinh doanh thì học 3 năm cấp 3 là có 3 năm kinh nghiệm kinh doanh này. Tức là nó cứ ban ngày những cái lúc mà ví dụ học buổi sáng thì buổi chiều đi làm. Đấy, ví dụ tập từ những cái việc rất là nhỏ, bán ở vỉa hè, bán đồ ăn thức uống, bán quần áo cũ. Đấy. 3 năm cấp 3 là nó có 3 năm kinh nghiệm kinh doanh. Học đại học 4 năm nó vẫn tiếp tục kinh doanh. Đấy chứ ạ. Thì 3 năm cấp 3 và 4 năm đại học tổng có 7 năm kinh nghiệm kinh doanh. Đến khi nó ra trường nó có 7 năm kinh nghiệm. 7 năm kinh nghiệm khởi nghiệp ra trường phát nó kiếm tiền luôn. Kiếm được rất nhiều tiền, nó mở công ty thành công luôn. Thế còn bạn biết không, nhiều người như này học hết cấp 3, học hết đại học, ra trường bắt đầu mới đi làm như một con gà công nghiệp. Bắt đầu mới đi làm đấy, ăn lương hàng tháng. Đấy. Thì tôi chia sẻ cho bạn là ở đây xuất phát càng sớm càng tốt. Cái từ khóa đấy là một từ khóa rất quan trọng. Và nhiều bạn nên hướng dẫn cho con em mình. Đấy chứ ạ. Cho con em mình xuất phát càng sớm càng tốt. Va chạm với đồng tiền càng sớm càng tốt. Nó sẽ học được cái cách phục vụ khách hàng. Đấy. Làm nào để phục vụ khách hàng. Đấy chứ ạ. Nói chung là cứ phục vụ không tốt thì khách chửi vào mặt cái thì thông minh ngay mà. Bạn hình dung không ạ? Rồi. Rồi ok, bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Comment vào ô chat là yes. Thành công nó đòi hỏi thời gian và kinh nghiệm. Rồi. Nên là không xuất phát, sớm muộn cũng phải xuất phát thôi. Rồi. Ok, bao nhiêu bạn đồng ý là cho con gái xuất phát sớm nào? Biết đâu trong số các bạn đang ngồi học ở đây. Đấy. Và nhờ cái ý tưởng này cho con cái xuất phát sớm mà sau này con cái của bạn lại thành công hơn bạn rất nhiều. Đó. Và đây là cái phương pháp của người giàu, người ta huấn luyện con cái để cho tham gia vào từ bé. Rồi. Chứ không phải là người lớn nói chuyện với nhau trẻ con đi ra chỗ khác đâu. Bạn đừng vào đây nghe bố mẹ nói chuyện. Đây bố mẹ đang giải thích cho con nhá. Tiền hàng tháng nó thu là như này, chi là như thế này. Đấy. Rồi. Ok, bao nhiêu bạn đồng ý là phải xuất phát sớm? Thì cái điều này nó đúng, có thể là cho bản thân bạn. Đấy. Hai là cho con em của bạn. Rồi. Rồi, cái số 4. Câu chuyện cái sai lầm số 4 thì cũng rất là điển hình. Sai lầm số 4 như sau.
Có một bạn bạn ấy mở một cái quán cà phê, đầu tư khoảng vài trăm triệu đồng. Đấy. Thế thì mở cái quán cà phê ra tầng 1, tầng 2. Đấy. Chúng ta cứ hay gọi như thế này, miền Bắc ấy thì gọi là tầng 1, tầng 2, miền Nam thì gọi là tầng trệt và lầu 1. Đấy. Thế cái quán cà phê này nhưng mà kinh doanh thì đại khái là không có kinh nghiệm. Đồ uống thì không có ngon. Đấy, sản phẩm giá thì cao. Chọn vị trí cũng đã sai lầm rồi, không biết làm marketing, không biết làm bán hàng như nào. Thì tóm lại là kinh doanh là không hiệu quả. Thế và phải gì? Kinh doanh không hiệu quả phải làm gì? Đấy. Thế thì về sau phải chuyển nhượng. Sau 6 tháng, 8 tháng không hiệu quả chuyển nhượng thôi. Chấp nhận thua lỗ. Thua lỗ. Rồi. Thế đến ông thứ hai vào, làm gì? Mua lại cái quán cà phê. Thế thì cũng tiếp tục kinh doanh cà phê, nhưng nó vẫn không hiệu quả. Rồi, đồ uống vẫn không ngon, được chưa ạ? Không biết làm marketing bán hàng, lại chuyển nhượng về thua lỗ, chấp nhận lỗ một ít. Thế đến ông thứ ba vào, rồi, lại tiếp tục cà phê, đồ uống cũng chả có gì ngon, được chưa ạ? Có cải tiến một chút thôi, là buổi tối cho múa bụng vào tối thứ sáu. Tức là cho người đến múa bụng biểu diễn đấy bạn, bạn hiểu không ạ? Tóm lại nó cũng không cứu vãn được tình hình. Tóm lại là thua lỗ tiếp và chuyển nhượng. Thế đến ông thứ tư. Chuyển nhượng thì đến ông thứ tư vào thì ông ấy không làm cà phê. Ông ấy làm mô hình là kinh doanh hải sản. Một năm trôi qua, hai năm trôi qua không kiếm được tiền. Ông này rất lì đòn. Đấy. Cũng có một cái cửa hàng hải sản ở chỗ khác có hiệu quả. Nhưng mà mở chỗ này nó không hiệu quả. Ba năm trôi qua vẫn không hiệu quả. Vẫn rất lì đòn. Bốn năm trôi qua không hiệu quả. Cuối cùng đóng cửa giải tán. Ê, tôi chỉ các bạn... Một số bạn tưởng là nó có kết quả mới. Không, không có kết quả gì mới cả. Ở đây tôi chia sẻ bạn cái câu chuyện này để bạn học cái bài học này như này này. Bạn có thấy kinh doanh khó không ạ? Riêng một địa điểm này bốn chú chết còn gì nữa. Nếu không thì tất cả mọi người đi kinh doanh hết rồi. Vâng. Bạn cứ nhìn vào lớp học, một cái lớp học của bạn cấp 2, cấp 3 hoặc đại học, đâu đó chỉ có 1, 2, 3 hoặc 5 người kinh doanh thôi. Bạn đồng ý không ạ? Bạn cứ nhìn vào thực tế đi ạ. Rồi. Kinh doanh khó. Vâng. Kinh doanh khó. Rồi. Ê, nên này bạn sẽ thấy nhiều cửa hàng ấy hôm khai trương thì múa rồng múa lân kinh khủng lắm, rồi 6-7 tháng sau, 1 năm sau là đóng cửa nhảy lầu hết. Bao nhiêu bạn thấy là rất là nhiều cái cửa hàng ở bên ngoài mặt đường, rồi gọi là mở ra đóng vào rất nhiều. Rồi, và bạn cũng học một cái bài học là như này, xuyên suốt cái quá trình này thì bạn nên biết một cái này này. Ví dụ mỗi một lần chuyển nhượng như thế thì người ta phải ký lại hợp đồng. Thì theo bạn, người ta có, ví dụ chủ nhà có ra bảo ôi cháu ạ đừng kinh doanh cà phê chết đấy. Rồi, ở đây nhiều đứa chết lắm rồi, nhiều xác chết lắm rồi cháu ạ. Theo bạn thì chủ nhà có bảo thế không? Ông chủ nhà bảo không thì thôi anh em cứ thử đi, biết đâu anh em lại thành công. Thế là bạn nhớ một bài học nhá, chủ nhà luôn là người chiến thắng. Việc kinh doanh của bạn có thể đi lên đi xuống nhưng mà chủ nhà luôn là người chiến thắng. Tiền nhà phải đóng đủ, đấy chứ ạ, không lệch phát nào. Rồi. Nên là một số anh em cố gắng trở thành chủ nhà nhá. Người ta thường ví là như này này. Là ấy, cái bất động sản nó giống như một nhân viên ấy. Làm việc rất chăm chỉ, nộp tiền rất đầy đủ, không kêu ca, không phàn nàn gì hết. Rồi. Rồi, ok. Nếu mình comment vào ô chat đi ạ. Chủ nhà luôn là người chiến thắng. Ê, một số bạn khác còn... tôi sẽ chia sẻ thêm những cái câu chuyện về sai lầm trong cái quá trình đi thuê nhà nhiều lắm, nhiều bạn và dính những đòn như này rất là nặng nề. Rồi, anh em ghi. Thế thì sai lầm của những người khởi nghiệp là họ thường không xử lý tốt cái chi phí cố định, bao gồm những chi phí như sau, bạn có thể ghi vào. Rồi. Họ thường dính vào những cái chi phí này. Rồi. Một bạn mở một công ty bất động sản, định mở 100 nhân viên hay là 500 nhân viên hay 50 nhân viên, mở một cái sàn bất động sản cũng có thể bị dính đòn vào những chi phí như sau. Rồi, hãy đi xuống. Rồi, bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho lớp mình cái phần chi phí cố định này có nghĩa là gì. Nhiều người làm doanh nghiệp và khởi nghiệp vẫn dính đòn như thường cái phần này. Đấy. Thế thì thứ nhất là tiền chi phí mặt bằng. Tôi ví dụ một bạn vốn ví dụ như là có khoảng 500 triệu, ra thuê một cái mặt bằng 50 triệu một tháng. Chủ nhà lại yêu cầu thanh toán 6 tháng, đặt cọc một tháng là 7 tháng. 50 x 7 thì bằng 350 triệu. Thế vì thích mặt bằng quá thì cũng đóng luôn. Thế thì vốn có 500 triệu mà đóng 350 triệu tiền nhà rồi. Đấy.
thì người ta gọi là cụt hết cả vốn. Rồi. Thì rất là nhiều bạn đốt rất nhiều tiền vào chi phí mặt bằng mà đôi khi lại thiếu cái sự khôn ngoan. Tôi ví dụ những cái điểm khôn ngoan có thể làm là gì? Thứ nhất, thiếu khả năng đàm phán. Khi đi thuê mặt bằng, đôi khi bị chủ nhà yêu cầu tiến độ thanh toán quá nhiều. Đấy. Cũng có những trường hợp thì không biết đàm phán về tiền đặt cọc. Ví dụ trong miền Nam chẳng hạn thì thanh toán 1 tháng đặt cọc 3 tháng. Nhiều khi không biết đàm phán, không biết trao đổi, nên là trốn rất nhiều tiền cọc vào đấy. Một số bạn khác là tôi ví dụ như là ở miền Bắc chẳng hạn thanh toán 3 tháng là cả 1 tháng. Đấy, cũng bị trốn rất nhiều tiền vào chi phí mặt bằng. Đôi khi bạn ấy không để ý là chỉ cần giảm được 5 triệu đồng thôi thì một năm tiết kiệm được 60 triệu. Giảm được 10 triệu đồng một tháng thì một năm tiết kiệm được 120 triệu chỉ cần biết nói 1-2 câu thôi. Thế thì không biết đàm phán, không biết trao đổi. Rồi. Và có những cái tòa nhà mà đi thuê càng lớn, thế thì cái lợi thế trong cái việc mà biết đàm phán để giảm chi phí là quan trọng. Thế nhiều bạn cũng không biết những cái phương pháp, những cái kỹ thuật để giảm chi phí mặt bằng. Tôi ví dụ, có những bạn thì biết thuê cả cái tòa nhà, sau đó dùng mỗi cái tầng một thôi. Đấy, hoặc mỗi cái tầng dưới cùng thôi, tầng chè thôi. Cho tôi hết phần trên. Được chưa? Thế thì lợi ích được cái gì? Thế bình thường, ví dụ đáng nhẽ phải chịu 30 triệu một tháng, nhưng mà nhờ cái việc mà cho thuê lại hết, thậm chí mỗi tháng còn lãi 10 triệu thì đỡ được 30 triệu một tháng, một năm đỡ được 360 triệu thì người ta gọi là các cái kỹ thuật để xử lý chi phí mặt bằng. Thế sau này một số bạn nên học thêm các cái kỹ thuật như vậy, hàng chục cái kỹ thuật để xử lý cái chi phí mặt bằng thì nhiều người ta không biết. Rồi, không biết. Đốt rất nhiều tiền vào chi phí mặt bằng. Thứ hai là tiền cơ sở vật chất. Rồi, cơ sở vật chất là gì? À, ví dụ mở cái nhà hàng, mở cái quán cà phê vào đập phá cải tạo sơn xoẹt lại rồi là làm cửa kính, rồi làm quầy bar, đấy, làm bàn, làm bếp, cái đấy đều gọi là cơ sở vật chất. Và câu hỏi khi bạn kinh doanh thua lỗ, thấy chưa? Rồi, thế bạn đứng dậy, mấy cái đồ này bạn dỡ ra được không? Ví dụ sơn xoẹt này, kính kiếc này dỡ ra còn dùng được không? Rồi, vứt đi hết, thanh lý các kiểu. Chủ nhà ra bắt tay bạn bảo với bạn là cảm ơn em đã làm đẹp cho đời. Thế thì xin mời nhá, em ra khỏi nhà chị nhá. Hồi trước là chị cho thuê 50, bây giờ chị cho thuê 70 triệu một tháng. Thế mới lại là em phá hợp đồng đúng không? Nhá, mất tiền cọc nhá. Đấy. Bạn hình dung phần này không ạ? Chủ nhà vẫn luôn là người chiến thắng. Đấy. Thế nhiều bạn không có kinh nghiệm ở phần này. Thế thì cái tài sản ở đây mình chỉ là đi thuê mà mình vào mình làm quá đẹp. Đấy. Người ta hay có cái câu là xây nhà trên đất của người khác ấy. Bạn hình dung phần này không ạ? Đấy. Thế không có kinh nghiệm kinh doanh nhưng mà lại hay đầu tư lớn. Rồi, hay đầu tư lớn, rất hay đầu tư lớn. Và lại là cái mặt bằng thì lại là cái mặt bằng đi thuê. Thời gian thì nhiều bạn có khi còn ký được có ngắn, 3 năm, 5 năm. Đấy. Thì tôi chia sẻ với bạn là không hiệu quả. Đấy. Rồi, nên sau này bạn cần phải học cái cách để giảm cái tiền chi phí cơ sở vật chất xuống. Rồi, những cái phương pháp về tài chính, những phương pháp về tiền, giảm cái chi phí này xuống. Thế thì tất nhiên trong nhiều trường hợp tôi chia sẻ với bạn là chủ nhà mà người ta làm cái này cho bạn thì rất là tuyệt vời, đúng không? Đấy. Tất nhiên bạn sẽ phải đánh đổi ở một cái điểm nào đó khác. Đấy. Thế nhưng mà theo bạn, khi bạn đầu tư lớn vào đi, bạn có dỡ ra được không? Tôi chỉ hỏi bạn câu đấy thôi. Rồi, những trường hợp nào thì người ta mới đầu tư lớn? Thì đấy là bạn phải hiểu như thế này, khi nào đầu tư lớn này? Khi người ta có tất cả các chỉ số rồi. Những cái công ty lớn, những tổ chức, người ta có các con số hết rồi. Ví dụ, mở một cửa hàng Sumo BBQ, lẩu nấm Asima, lẩu băng chuyển Kichi Kichi, hay là Vuvuzela, đấy, suất đầu tư ban đầu bao nhiêu, suất ăn bình quân trên đầu người bao nhiêu, bao lâu thì hoàn vốn, vân vân. Nó có các chỉ số hết rồi. Thì người ta mới đầu tư lớn, người ta mới ném vào 3 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ. Đây thì vừa mới bước ra chả biết cái gì lại đi là đầu tư rất lớn thì rất hay làm đẹp cho đời. Và cuối cùng thì chủ nhà mới là người chiến thắng. Đây tôi có anh học viên tôi coaching này. Đầu tiên là cái mặt bằng đấy ông ấy cho thuê có 40 triệu. Được chưa? Thế thì sau đó một đồng chí vào đầu tư bạn biết bao nhiêu? 600 triệu. Làm rất đẹp. Sau khi mà làm xong thì dịch Covid ập đến. Dịch Covid ập đến thế là thôi. Cảm ơn, đứng dậy. Bắt tay anh chủ nhà, em chào anh. Thì ông chủ nhà ông tiếp quản lại cái tài sản này, ông lại cho thuê thành 60. Đấy. Và tôi chia sẻ với bạn chính cái câu chuyện của chúng tôi luôn. Chúng tôi mua một cái tài sản gần 40 tỷ ở quận 4, Sài Gòn. Đấy, chúng tôi cho thuê. Và cho thuê cái tài sản đấy được khoảng 300 triệu một tháng. Thì tôi chia sẻ với bạn là như này.
là tôi có rất nhiều sự lựa chọn. Đấy, có những khách hàng, những cái khách hàng đối tượng khác nhau, có ông thì thuê làm văn phòng, thì ông thì làm công ty tài chính. Thế thì mình chọn cái khách thuê nào? Giống như bạn, bạn có đất có nhà, có ông này thì giả 10 đồng, có ông thì cho thuê có 8 đồng, đòi là thuê có 8 đồng thôi, có ông thì đòi thuê 10 đồng, bạn cho ông nào thuê? Thì bạn nên biết, ví dụ như trong trường hợp của chúng tôi ấy, là chúng tôi cho cái ông 8 đồng thuê, mặc dù cho 8 đồng thuê nó rẻ hơn, nhưng vào nó đập phá, nó sửa chữa, nó cải tạo rất nhiều, mà bạn biết không? Sau khi đập phá, sửa chữa, cải tạo, lập tức tài sản tăng giá trị lên giá mới. Vì thế không phải là cứ là giá cao mình mới cho thuê, mà là giá rẻ mình cũng có thể cho thuê, nhưng quan trọng là họ làm cái gì. Đấy. Bạn hình dung phần này không ạ? Đấy, cái tài sản của mình ban đầu 10 đồng, sau khi họ cải tạo làm đẹp vào, giá trị tài sản có thể tiến lên 12, 13, 15 đồng. Đấy. Thế thì nhiều bạn thì bạn nên biết cái phần này. Đấy. Rồi, nên là rất là ưu tiên những anh em nào đập phá cải tạo càng nhiều càng tốt. Rồi, rất khuyến khích. Đấy chứ ạ? Cải tạo sửa chữa thật nhiều vào, xem là anh em có đi được không, đầu tư thật nhiều vào đây xem có đi được không. Rồi. Ok, bạn hãy comment vào ô chat đi, chủ nhà luôn là người chiến thắng. Rồi. Rồi, bạn nào đã từng trải qua cái điều đó rồi thì comment vào ô chat. Ok nhá, số 3. Tôi đang nói là những cái sai lầm, ngay kể cả những bạn đang định có ý tưởng là mở một công ty bất động sản hay mở một doanh nghiệp, những cái khoản tiền này ấy, nó sẽ ngốn hết cái tiền mặt của bạn nếu bạn không có kinh nghiệm kinh doanh. Rồi. À, số 3, tiền nhân sự. Nhân sự là gì? À, tôi ví dụ này, có cái cửa hàng cà phê có 10 chú nhân viên, cái cửa hàng cà phê này có 10 chú nhân viên, mỗi nhân viên 5 triệu đồng, một tháng mất 50 triệu. Và cái vấn đề ở đây là 10 chú nhân viên làm việc không hiệu quả. Đấy. Một năm mất 600. Thế thì cái tiền nhân sự là một cái chi phí mà nhiều doanh nghiệp thường là không hiệu quả. Đấy. Tôi ví dụ, bạn thấy ngày xưa ấy, cái cửa hàng cà phê Trung Nguyên ấy, đấy, có những cái cửa hàng rất là lớn, và đúng là cà phê Trung Nguyên nhân viên cũng đông như quân Nguyên luôn. Khoảng độ tầm 30 đến 50 chú nhân viên đứng trong một cái cửa hàng như vậy. Đấy. Thế thì cái quy trình của nó là gì? Đầu tiên là khách hàng bước vào, nhân viên chạy ra, em chào anh, em mời anh ngồi. Đấy chứ ạ. Thế bạn ngồi xuống, người ta đưa cho cái menu, anh uống món gì? Thế bạn nói cho anh cà phê hay là quả dừa hay là sinh tố. Nhân viên lại chạy vào. Đấy, sau đó làm đồ, chạy ra hoặc là thông báo cho bên trong, sau đó chạy ra đưa đồ cho bạn. Sau đó thì tiếp theo, bạn uống xong, bạn đứng dậy, em thanh toán tiền, nhân viên lại chạy ra, lấy tiền của bạn, sau đó lại chạy vào, rồi lại chạy ra để trả tiền cho bạn. Tóm lại là quy trình nó lằng ngoằng kiểu như thế. Đấy chứ ạ? Và bạn có nhìn thấy những cái thương hiệu cà phê như là Starbucks không? Highland Coffee. Đấy chứ ạ? Coffee House. Đấy. Thế thì quy trình của nó là gì? Bước 1, nộp tiền. Rồi, anh em comment vào ô chat nào, bước 1 nộp tiền. Rồi. Thì dễ hiểu thế làm gì, bước 1 nộp tiền. Rồi, bước 1 nộp tiền và sau đó thì vui lòng cầm cái hóa đơn, cầm cái báo chuông. Đấy chứ ạ? Khi nào có đồ, xin mời ông tự ra lấy, tự phục vụ. Mà giá nó cũng có rẻ hơn đâu. Và bạn có biết bao nhiêu nhân viên không? Họ có mấy nhân viên không ạ? 3 chú hoặc 4 chú đứng ở trong quầy. Rồi, thế thì giữa một đằng là 40 chú nhân viên và một đằng là 4 chú nhân viên, thì mô hình nào hiệu quả hơn? Tất nhiên bây giờ cà phê Trung Nguyên cũng đã chuyển sang mô hình là thu tiền trước, phục vụ sau. Đấy chứ ạ? Nhưng ở đây tôi ví dụ cho bạn để bạn nhìn thấy là giữa câu chuyện một đằng 40 chú nhân viên và một đằng 4 chú nhân viên, và rất nhiều người ta vẫn đang kinh doanh như vậy, rất là phí tiền nhân sự. Rồi. Và cái thu tiền trước nó có cái hay là cái gì? Nó ít nhầm lắm. Không có cái vụ uống xong rồi bạn đứng lên gãi đầu gãi tai, bảo chết rồi, quên không mang tiền. Thế thì ít nhầm lắm. Và không nhầm được. Rồi anh em comment vào ô chat đi ạ. Rồi. Thế là không nhầm. Vâng, không à, ừ, không quên, rồi là không tính lộn xộn từ cái nọ sang cái kia được. Vâng. Thế tiếp theo nhá. Tôi vừa nói ví dụ để câu chuyện là chúng ta nói là chúng ta phải để ý vấn đề về chi phí nhân sự. Và bạn nên biết ấy, sau này bạn nên học thêm tất cả phương pháp này. Nhân sự có những rất nhiều phương pháp mà nhân sự giảm tiền rất nhiều và thậm chí là miễn phí. Tôi chia sẻ với bạn, nếu bạn tiết kiệm được 20 triệu một tháng tiền nhân sự, một năm bạn có 240 triệu, tiền đấy đủ cho bạn đi gọi là du lịch nhiều nơi. Nếu bạn tiết kiệm một tháng được 100 triệu đồng tiền chi phí nhân sự, một năm bạn đỡ được tỷ 2. Đấy. Tức là chúng ta đang nói là sử dụng nhân sự một cách thông minh hơn. Nhưng mà lưu ý cho bạn ở đây, tất cả những công ty giỏi, công ty thành công ấy, thì họ không cắt giảm chi phí nhân sự. Những công ty giỏi và những công ty thành công là những công ty mà có khả năng đưa thu nhập của anh em tiến lên cao. Bạn hình dung không? Đấy mới là những công ty thành công. Thu nhập của cán bộ liên tục được tăng lên. Đấy. Thế còn cái việc mà cắt giảm là không đúng.
Ở đây tôi đang nói về hiệu quả, không phải là cắt giảm chi phí nhân sự, mà tôi đang nói về hiệu quả. Đấy. Rồi, số 3, tiền nhân sự. Rồi, thứ tư, tiền chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp là gì? Chuyên nghiệp là như này, cho anh em dễ hình dung. Một bạn khởi nghiệp có 50 triệu, đấy, đang định mở công ty bất động sản. Đấy. Cũng định mở công ty, có ông có 5 tỷ thì đang định ra mở cái sàn, sàn bất động sản. Thế có ông có 50 triệu thôi, 50 triệu thì mở cái văn phòng. Thế thì đi học đâu đấy chả biết, nhưng mà nói chung là được nghe tư vấn là phải làm thương hiệu em ạ, phải xây cái bộ nhận diện thương hiệu. Thế là ra làm bộ nhận diện thương hiệu bao gồm logo này, đấy, bộ nhận diện thương hiệu này hết bao nhiêu? 36 triệu. Có 50 triệu thì 36 triệu vào logo mới bộ nhận diện thương hiệu rồi. Đấy ạ. Thế xong bắt đầu được tư vấn thêm là phải in cái các visit em ơi, làm cái catalog nhá, làm cái website, mà website là phải làm tên miền này, làm hosting này, server này. Đấy, đăng ký tên miền phải đăng ký nhiều cái vào .com, .net, .vn, .org các kiểu đấy. Đấy, bao vây tên miền, bảo vệ thương hiệu. Đấy, tóm lại đầu tư thêm chục triệu nữa, vốn có 50 triệu. Thế thì 36 triệu bộ nhận diện thương hiệu rồi, mới lại 10 triệu website, các sủng còn 4 triệu. Hy vọng mọi việc nó sẽ tốt đẹp. Bạn biết sai lầm ở đâu không ạ? Rồi. Là mới khởi nghiệp đã đòi chuyên nghiệp quá. Đấy chứ ạ. Chuyên nghiệp quá. Bạn ấy comment vào ô chat đi ạ. Chuyên nghiệp quá. Đúng ra nó phải như nào? Đúng ra nó phải như nào? Không cần phải như vậy. Bạn hình dung không ạ? Rồi. Ví dụ này. Website ra làm cái web 1 triệu đồng thôi. Thôi. Không có tiền. Vâng. Nhờ làm cái web 1 triệu thôi. Cái thứ hai là về cái bộ nhận diện thương hiệu ấy, thôi ra quán in ấn, quán photocopy nào đấy, quán to ấy, bảo thôi em vẽ nhanh của anh cái logo cũng được, đấy chứ ạ, anh cho 1 triệu, xem cái đứa nào nó đẹp đẹp làm nó na ná như thế hộ anh. Bạn có hình dung phần này không ạ? Cho nó nhanh, làm gì có tiền mà bạn đã đòi chuyên nghiệp. Rồi, sai lầm của nhiều người là chuyên nghiệp quá. Rồi, thời gian đầu của rất nhiều bạn khởi nghiệp, vấn đề của bạn là không phải là chuyên nghiệp đấy, mà vấn đề của bạn là hiệu quả. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Comment vào ô chat nào. Ưu tiên hiệu quả. Rồi. Và bạn nào đã từng trải qua cái điều này rồi, hoặc là biết cái điều này rồi, và hoặc là biết cái người quen của mình cũng như vậy, hãy comment vào ô chat. Và một cái tình trạng nữa là luôn chờ đợi hoàn hảo rồi mới làm. Ôi, đợi phải có cái website, đợi phải xong cái bộ nhận diện thương hiệu, đợi phải là có cái A thì mới làm đấy, có cái bảng biển thì mới làm, vân vân. Thì rất là nhiều người họ không biết cái bài học là phải là, trong nhiều trường hợp ấy, là hoàn thành là hơn hoàn hảo. 6 điểm, 7 điểm là đã phải hành động rồi. Nhiều bạn cứ chờ 9 với 10. Rồi. Ok, bao nhiêu bạn đồng ý với cái bài học này, là có quá nhiều người họ cứ đợi cái thời điểm hoàn hảo họ mới làm. Rồi. Mà người ta không biết được rằng là đôi khi 6-7 điểm đã phải hành động rồi. Đó. Rồi. Ok, và tôi muốn hỏi là ở đây bao nhiêu bạn thấy là bạn đã từng trải qua cái điều này rồi, một trong bốn cái điều này. Đấy. Tốn quá nhiều tiền vào mặt bằng, hay là vào cơ sở vật chất, hay là hoặc là bạn biết ai đó. Đấy, tiền nhân sự. Đấy, chi phí chuyên nghiệp quá. Rồi. Thế tiền thì nên cho vào đâu? Rồi, tiền nên cho vào đâu theo nó mình? Sai lầm, có 10 đồng trong túi là đã cho vào sai chỗ rồi. Được chưa ạ? Thế cho vào đâu? Đúng rồi. Mình chỉ cho tiền vào những cái gì ra tiền ngay thôi. Được chưa ạ? Mình chỉ cho tiền vào những cái gì ra tiền ngay thôi. Đấy là gì? Hoàn thiện sản phẩm, marketing và bán hàng. Đấy. Những cái gì ra tiền ngay, ưu tiên hiệu quả. Những cái gì tạo ra doanh thu. Được chưa ạ? Và bao nhiêu bạn thấy tôi đang hướng dẫn cho bạn rất là thực tế. Rồi. Ui, dính nhiều, tôi nói bạn. Có 1 tỷ trong tài khoản nó cũng tiêu hết, mà 5 tỷ trong tài khoản nó cũng tiêu hết sạch luôn. Mà tôi nói bạn, có những công ty khởi nghiệp 10 tỷ để trong tài khoản nó cũng tiêu không còn đồng nào. Đấy. Bạn cũng có 10 đồng trong túi, tôi cũng có 10 đồng trong túi. Vấn đề là bạn đã phân bổ sai. Vấn đề là bạn không biết đầu tư vào đâu. Đấy. Rồi. Có ít thì mình đánh kiểu ít, nhưng mà vấn đề là mình phải đầu tư đúng chỗ. Rồi. Tiếp tục này, sai lầm số 5. Rồi.
Sai lầm số 4 ở đây của chúng ta là không quản lý tốt các chi phí cố định. Rồi. Sai lầm số 5, lạm dụng đòn bẩy vốn. Rồi. Anh em ghi vào nha. Thế một số bạn có biết cái vụ tập đoàn địa ốc Alibaba không ạ? Công ty địa ốc Alibaba. Rồi. Huy động hàng nghìn tỷ đồng. Cam kết trả lãi suất là 3% một tháng, 36% một năm. Đấy. Có hàng ngàn nhà đầu tư đấy, đã vào cái việc này. Thế thì tôi có một vài bạn học viên, tôi đã dặn rồi đừng có đầu tư vào đấy. Chả hiểu nghĩ thế nào, cứ đầu tư vào, ông thì thả tỷ, ông thì thả 2 tỷ. Thế cái đợt mà đi ốc Alibaba đấy, thế thì bảo với tôi là ui thầy ơi, giả tiền nó đầy đủ lắm, được chưa? Nó giả tiền em mấy tháng đầu đầy đủ lắm. Tôi bảo không bao giờ có cái vụ đấy. Đấy, không có công ty nào mà dám cam kết lãi suất là 3% một tháng, 36% một năm. Tại sao? Không bao giờ làm kinh doanh ra được. Đấy, nó nghĩ là lúc mà đất đai nó tăng giá tốt, nó gấp đôi gấp ba được, thì nó nghĩ là nó giả 36% một năm nó chống được. Nhưng không phải, câu chuyện nó không đơn giản như thế. Đấy. Thứ nhất ấy, là những cái bậc thầy trên thế giới đôi khi người ta chỉ kiếm được 10, 20, 25%. Đỉnh là 25% đã là siêu cao thủ rồi. Một năm 25% trên vốn. Và số tiền nó càng lớn, nó càng khó đạt được cái chỉ số đấy. Ví dụ, có 100 tỷ kiếm ra 25 tỷ. Có 1.000 tỷ kiếm ra 250 tỷ một năm. Có 10.000 tỷ một năm kiếm ra 2.500 tỷ. Đấy chứ ạ. Đầu tư nhá, kinh doanh thì không bàn. Nhưng đầu tư rất khó đạt được cái điều đó. 25% là xếp vào hàng là cao thủ rồi. Trên thế giới. Rồi, em mà dám cam kết 36%. Tiếp theo này, ví dụ thứ hai này. Vingroup bán bất động sản nghỉ dưỡng cho khách hàng. Người ta cũng chỉ dám cam kết 10% một năm thôi. Bạn là yêu quái ở phương nào mà bạn dám 36% một năm? À, Vingroup là số 1 Việt Nam, công ty tư nhân, được chưa? Lớn nhất Việt Nam. Bán bất động sản cũng chỉ dám cam kết 10% một năm. Rồi, bạn là ở đâu mà dám 36-40? Rồi, bạn có biết vay ngân hàng chỉ có 10-12% một năm thôi. Nên là công ty nào mà huy động vốn của các bạn mà nói với các bạn là yên tâm không phải lo đâu, anh cứ đưa tiền đến em cam kết với anh. 3% một tháng, 36% một năm. Hoặc này bảo cứ đưa 40 triệu đấy, mỗi tháng là tôi chi cho ông là ví dụ như là 1,2 triệu. Thì bạn cũng phải hiểu bản chất của nó chính là vay. 1,2 triệu cũng vẫn là 3% một tháng và 36% một năm. Rồi, bạn cứ hiểu như vậy để nó nhanh. Và tôi còn bạn đấy chứ. Tất cả những công ty như vậy sớm muộn sẽ đi tù. Nó không bao giờ đi tù ngay, nó cần phải 1 năm, 2 năm và 3 năm. Đấy. Đấy thì khi nào mà cứ gom thật nhiều vào đấy, rồi công an người ta vào cuộc đấy. Gom hết về một chỗ đi, rồi công an người ta vào cuộc đấy, anh em lên đường hết đấy. Thế là bao nhiêu bạn đồng ý với cái điều này, comment vào ô chat nào đấy. Và bạn nên biết là cam kết 10% mà có những tập đoàn 10% một năm, mà có những tập đoàn ví dụ như CocoBay còn phải là gọi là đầu hàng 10% cũng không giả nổi luôn. Bạn hình dung như thế, không bao giờ có chuyện cam kết đấy. Cam kết mà được 30-40% năm. Người ta chỉ có thể làm như thế này này. Lợi nhuận ước tính có thể lên đến 70% năm. Nhưng mà em cam kết với anh 8% năm. Bạn hình dung vào này không ạ? Lợi nhuận ước tính nó khác và cam kết nó khác. Thế và câu chuyện thứ nhất, câu chuyện thứ hai là tôi ví dụ như là rất nhiều tập đoàn bây giờ người ta cũng chỉ cam kết 10% trong vòng 2 năm. Thế thôi, sau đó là giả lại. Nhưng mà thực ra cái giá đấy là cộng vào giá bán rồi. Đấy chứ ạ. Thế và rất nhiều tập đoàn rất là thông minh, huy động vốn từ nhà đầu tư luôn. Tại sao? Thì thay vì phải vay ngân hàng 10%, huy động của bạn 10% cho nhanh, đỡ phải đưa tài sản đảm bảo. Bạn hình dung vào này không ạ? Rồi. Ok. Thế thì nhiều anh em là lưu ý nhá, ra ngoài ai mời chào bạn, bạn chỉ cần hỏi hai câu thôi. Anh cho em hỏi nhá, có phải là một này lãi suất rất cao, hai không phải làm gì cả đúng không anh? Đấy, thì bạn cứ được hai cái đấy. Thì còn bạn còn tôi nhá. Có những công ty nó bảo là bạn bảo là ô em biết công ty này nó lâu lắm rồi, các lãnh đạo thành công lắm. Rồi là 2 năm rồi, đúng rồi, nó chưa đến đoạn đi tù nhá. Đấy. Thế một số khác thì bảo là cái gì nhỉ? Không em biết nó lừa, nhưng mà em nghĩ là em sẽ rút quân trước. Đấy. Em sẽ kịp thời thu được tiền trước. Rồi. Thế rất là nhiều bạn thì lại tư duy theo kiểu đấy. Mà bạn không hình dung câu chuyện ở đây là như này, là bạn phải nhất quán. Đấy. Đã đi đầu tư, đã đi kinh doanh, mình phải có quan điểm kinh doanh. Việc gì có giá trị đấy, thì mình làm. Mình nếu như bạn có triết lý kinh doanh, có quan điểm kinh doanh, việc gì có tính kiểm soát cao đấy, mình sẽ làm.
việc gì mà đem lại giá trị ở trên thị trường mình sẽ làm. Thế là nhiều bạn thì lưu ý cái bài học của chúng ta ở đây. Đấy, là nếu ai huy động vốn của bạn mà nói là một là lãi suất rất cao, hai là không phải làm gì, bạn tự hiểu câu chuyện nha. Rồi, quay trở lại, tôi có bạn học viên khác thì làm cái thuê cho thuê lại, ngày xưa tôi hướng dẫn thì ban đầu thu nhập của nó tăng lên là ban đầu có 10 triệu thôi, xong lên 20 triệu, lên 30 triệu, lên 50 triệu. Vấn đề của nó như sau, là vay ngân hàng, vay lãi ngoài, lãi cầm đồ. Thế thì nó cứ huy động 1 triệu 3.000 đồng một ngày, vay lãi suất rất là cao, 3.000 đồng một ngày là bằng 9% một tháng, 3.000 đồng một ngày bằng 90.000 một tháng mà tiền lãi không, 9%, một năm là 108%. Thế nhiều bạn không có tư duy tài chính, thế thì giống như bạn ấy, vay, thế sau này bắt đầu nó tăng, cái nợ nó tăng dần lên, 100, 200, 500 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ đến 2 tỷ nó không giả được, không giả được thì thôi. Thế nhiều người ta coi như tắt máy điện thoại, đi trốn luôn. Có bạn thì miền Bắc đi miền Nam, có bạn thì miền Nam đi miền Bắc, có bạn thì ra nước ngoài. Thế tóm lại như trường hợp này ra nước ngoài luôn. Đấy. Thế thì tôi chia sẻ với bạn ở đây là cái sai lầm của nhiều người khi đi đầu tư ấy là họ lạm dụng đòn bẩy vốn. Như vậy trong nhiều trường hợp là nhiều bạn khởi nghiệp không nên gọi vốn, mà bạn cần phải sáng tạo, được chưa? Thay vì là đi huy động tiền về để đốt tiền thì bạn cần phải học cái cách sáng tạo. Thế thì tôi chia sẻ với bạn là nhiều anh chị em đã trưởng thành qua những lớp học, đi học có cái kiến thức nền tảng cơ bản, giống như là mình xây một cái nhà và mình chuẩn bị cái phần móng rất là vững chắc. Bao nhiêu bạn đồng ý là muốn thành công thì phải xây cái móng thật là vững chắc rồi thì hãy comment vào ô chat là yes, rồi để tôi biết là bạn vẫn đang nghe cái điều tôi chia sẻ. Rồi. Một số bạn bảo là em có những người bạn nó chả học hành gì nó kiếm được tiền. Đúng rồi, có những người ta có thể không cần học hành cũng kiếm được tiền. Tuy nhiên, nếu như bạn có tầm nhìn muốn xây một cái tòa nhà 40 tầng, một cái tòa nhà 70 tầng, theo bạn phần móng bạn có cần phải làm nó chắc chắn hay không? Bạn có cần phải làm cái phần móng, phần tầng hầm đó, thật là vững chắc hay không? Đó. Nên nhiều anh chị em thì đôi khi có thể là có những người người ta thành công nhờ cái sự may mắn, nhưng mà có một số người khác thì họ thành công bởi cái sự chuẩn bị chu đáo. Rồi. Ok, chuẩn bị trước. Rồi. Chuẩn bị trước và đột phá sau. Bạn có thể ghi cái điều đó vào trong cái sổ thông thái của mình. Đấy. Như ông Tổng thống Lincoln ông cũng nói là tôi sẽ học hỏi, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng, và có thể cái cơ hội của tôi nó sẽ đến. Đấy. Và một trong những phẩm chất của người thành công là họ luôn chuẩn bị rất là chu đáo. Đấy. Muốn thành công lớn thì luôn phải có cái quá trình làm móng, đấy, làm tầng hầm, đấy, xây dựng cái nền tảng thật là vững chắc. Rồi. Ok ạ, và tôi muốn chia sẻ cho bạn một cái câu chuyện rất là tuyệt vời, một cái bài học. Cái ông mà trên màn hình các bạn đang nhìn thấy là cái ông tên là Mark Victor Hansen. Đấy. Thế thì ông này cùng với Jack Canfield thì viết nên một cái bộ sách rất là nổi tiếng là Súp gà cho tâm hồn. Rồi, ở đây có bạn, các bạn nào có biết cái cuốn này không nhỉ? Cái bộ sách Súp gà cho tâm hồn. Rồi. Ok ạ. Rồi. Thế thì tôi chia sẻ với bạn là ông Mark Victor Hansen và ông Jack Canfield ấy thì viết cái bộ sách này. Và cái bộ sách này bán được hơn 500 triệu cuốn sách. Đấy. Và doanh thu lên đến hàng tỷ đô la. Đấy. Và hôm trước tôi có chia sẻ với bạn cái câu chuyện là Nick Vujicic khi mà chúng tôi mời về Việt Nam chia sẻ. Đấy, chúng tôi tổ chức chương trình thì anh ấy cũng viết sách, cũng chia sẻ, nhưng mà cái số lượng sách của anh ấy là dưới 10 triệu cuốn sách. Thì tôi muốn chia sẻ cho bạn một cái bài học để bạn có thể ghi vào cái sổ của bạn. Đấy là gì? Đấy là cái bài học về suy nghĩ lớn lao. Đấy chứ ạ. Thế thì không phải ai cũng đạt được, ví dụ như là cái việc trở thành một cái tác giả mà có 500 triệu đấy, cuốn sách được bán trên toàn thế giới. Đấy. Và ở đây điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là bất kể bạn đang thành công đến đâu, đấy chứ ạ, bạn có thể sẽ thành công lớn hơn hiện tại gấp 10 lần hoặc gấp 100 lần. Đấy. Bởi vì có những người, người ta đã làm được cái điều đó rồi. Đấy.
Và thành công ấy thì nó thường để lại dấu vết. Rồi bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Thành công thường để lại dấu vết. Rồi. Ở đây tôi nghĩ là có hai bài học. Bài học thứ nhất là nghĩ lớn. Đấy, suy nghĩ lớn lao hơn. Đấy ạ. Bạn có thể suy nghĩ lớn gấp 10 lần hiện tại của bạn. Đấy. Và bài học thứ hai ở đây là nâng cao tiêu chuẩn. Đấy ạ. Nâng cao tiêu chuẩn. Rồi. Rất là nhiều người họ thành công không phải vì họ thông minh hơn người khác. Đấy. Rất là nhiều người đạt được những thành tựu lớn trong đời không phải họ gọi là tài năng hơn người khác. Mà ở đây tôi chia sẻ bạn một trong những cái nguyên tắc để thành công, bước đi đầu tiên để đi đến thành công. Ở đây bao nhiêu bạn muốn học cái bài học này? Bước đi đầu tiên để đi đến thành công. Rồi. Rồi. Ở đây bao nhiêu bạn muốn học cái bài học này nào? Bước đi đầu tiên để đi đến thành công. Rồi. Thì câu trả lời là như thế này. Bước đi đầu tiên để đi đến thành công là bạn cần phải nâng cao tiêu chuẩn. Rồi. Bạn ấy ghi cái từ khóa đó vào. Rồi. Nâng cao tiêu chuẩn. Đây là cái bài học mà tôi tặng cho bạn. Nâng cao tiêu chuẩn. Rồi. Trong mọi việc mà bạn làm. Ê, tôi chia sẻ với bạn đây là một cái bài học rất là hay, rất là quan trọng. Ê, nhiều người ấy, ví dụ ngồi trong lớp học này thì có gần 300 bạn đây. Thế thì rất là nhiều bạn thì thường có thể nghĩ là thôi mình như này được rồi. Công ty mình như này được rồi, mỗi tháng mình kiếm mấy chục triệu, mấy trăm triệu, mấy tỷ đồng thế này được rồi. Có từng này anh em thế là được rồi. Thế nhưng mà tôi chia sẻ với bạn đó là một cái sai lầm. Đấy. Tức là bạn chấp nhận, bạn đang chấp nhận cái hiện tại của bạn. Rồi. Và ở đây thì tôi chia sẻ với bạn là cái bước đi đầu tiên đi đến thành công là bạn phải nâng cao tiêu chuẩn trong mọi việc. Khi bạn đồng ý chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại của bạn bây giờ. Đấy chứ ạ. Rồi. Thì đó là do cái tiêu chuẩn bạn tự đặt ra cho mình. Rồi. Tôi ví dụ này để bạn dễ hình dung. Có một bạn, bạn ấy cũng mở một cái công ty. Thế thì bạn bảo thôi chắc công ty em này thôi cứ chụp anh em thì anh em cứ làm việc với nhau. Thì chắc cứ đều đều này thôi. Ê, tôi bảo bạn không, em hôm nào em phải đi tham quan một cái tập đoàn. Đấy. Tức là đây anh giới thiệu cho em một cái tập đoàn này này. Thì em sang đấy, em tham quan cái trụ sở của họ. Em vào, em nhìn thấy nó một lần, em trải nghiệm nó một lần đi. Thế rồi em về em sẽ lại nói chuyện với anh. Thế bây giờ anh giới thiệu cho em sang cái tập đoàn này, sang coi như là gặp gỡ, giao lưu, trao đổi. Được người ta sẽ cho em đi tham quan và coi như là em đến tìm hiểu như một đối tác. Thế thì bạn này, bạn ấy được tôi giới thiệu và bạn sang, bạn tham quan cái trụ sở cái tập đoàn đấy. Thì nhìn nó rất là hoành tráng. Đấy. Cái văn phòng, cái mặt bằng rộng hàng ngàn mét vuông. Nhân viên thì cực kỳ là chuyên nghiệp. Đấy. Vì họ có hơn 1.000 nhân viên. Rồi. Thế thì sau cái buổi mà đi trải nghiệm đấy về thì bạn này bạn ấy bảo là đúng thật anh ạ. Nó phải như thế. Mà em thấy anh ấy khởi nghiệp là từ hồi đến giờ có 20 năm. 20 năm mà anh xây dựng được một cái tập đoàn như thế. Thì đúng là như thế mới gọi là thành công. Phải như thế mới là thành công. Vì thế mà em phải, có khi là em phải xem xét lại. Chứ hiện tại của em là không ổn. Đấy. Thì cái sai lầm của mọi người, họ không đạt được những cái thành tựu mới trong cuộc đời bởi vì họ thấy là hiện tại của họ ổn. Ok. Bạn hãy comment vào ô chat đi ạ. Rồi, hiện tại là không ổn. Rồi. Bạn hãy comment vào ô chat cái điều đó. Rồi. Nhưng mà nhiều bạn ấy không bao giờ sẵn sàng đi học cái mới. Mà bởi vì tại sao? Bởi vì các bạn ấy nghĩ là hiện tại là ổn. Và các bạn ấy bị mắc kẹt với cái tiêu chuẩn đó. Đấy. Rất là nhiều người họ bị mắc kẹt với cái tiêu chuẩn đó. Mỗi một cái thương vụ, ví dụ về kinh doanh, họ kiếm được mấy triệu đồng, vài triệu đồng hoặc vài chục triệu đồng và họ đã cảm thấy hài lòng với điều đó rồi. Đấy. Rồi, hiện tại là không ổn. Rồi. Nếu như mà bạn thấy hiện tại ổn thì bạn sẽ cố gắng làm gì? Đồng ý không ạ? Bạn sẽ chỉ cố gắng khi mà bạn thấy hiện tại là không ổn. Rồi. Rồi. Thế, bài học số 1 mà tôi muốn chia sẻ với bạn và cái câu chuyện tiếp theo mà tôi muốn nói với bạn về cái việc gọi tên là nâng cao tiêu chuẩn. Rồi. Rất là nhiều bạn, tôi vừa nói cái sai lầm số 1 là không nhận ra là hiện tại không ổn và không chịu học hỏi cái mới. Đấy. Không sẵn sàng đi học những cái thứ mới. Rồi. Cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với bạn là cái câu chuyện về vẫn là chủ đề nâng cao tiêu chuẩn. Thì có hai cái người phụ nữ này,
Thì một người thì người ta nghĩ là như này, tức là đều là độ tuổi 25 tuổi, đều là khá là xinh đẹp, độ thông minh hay là chăm chỉ là ngang nhau, được chưa? Thế nhưng một người thì người ta nói là như này, riêng em ấy thì em phải, tức là cái người yêu ấy, người chồng của em ấy là sau này ví dụ như là phải là thứ nhất là phải có gọi là trí tuệ. Đấy. Trí tuệ. Và cái thứ hai là phải là cái người thành công. Đấy. Một là phải đã là người thành công rồi. Ví dụ như là Việt kiều ở nước ngoài về có nhiều triệu đô càng tuyệt vời. Đấy. Hoặc không thì là phải rất là có ý chí. Đấy. Có cái sự chính trực, có ý chí để vươn đến và để thành công trong kinh doanh. Đấy. Người thứ nhất thì họ nói là như vậy. Người thứ hai, cái người phụ nữ thứ hai thì lại bảo là em thì em nghĩ là cái chuyện mà tình yêu rồi là lập gia đình với lại là vợ chồng ấy thì nhiều khi nó cũng là cái duyên ấy, vô tình thì mình phải hợp nhau rồi. Và bạn biết không, người ta sau đó thì những cái người phóng viên người ta hẹn là 7 năm sau thì người ta sẽ quay lại gặp hai cái người phụ nữ này. Và đúng 7 năm sau, những người phóng viên quay lại thì cái người phụ nữ đầu tiên, cái người mà có cái tiêu chuẩn rất là cao ấy, thì đúng là đã lấy một cái người chồng là Việt kiều và có nhiều triệu đô la. Và cái người phụ nữ thứ hai ấy, vì người ta nói là thì em thì thế nào cũng được, quan trọng nó là cái duyên, thì đúng là lấy được một người mà thế nào cũng được. Và người đó đi làm thu nhập cơ bản chỉ được là 10 triệu một tháng thôi. Rồi, bao nhiêu bạn đồng ý bước đi đầu tiên để đi đến thành công là phải nâng cao tiêu chuẩn. Đó. Nâng cao tiêu chuẩn trong mọi việc bạn làm. Đấy. Ví dụ một bạn nói là em định đi học tiếng Anh, thì có người bảo em đi học chỉ cần nói được giao tiếp thôi, hello, goodbye rồi. Nhưng có bạn thì bạn bảo nói em không đồng ý. Đấy, đi học ví dụ như là tiếng Anh chẳng hạn. Đấy. Thế nào là thành công? Thì ví dụ có bạn thì bạn bảo là của em là phải là đạt được là ví dụ thi IELTS 8 điểm. Đấy. Hay là ví dụ như là em là phải là diễn thuyết đấy, bằng tiếng Anh. Được. Thì tôi ví dụ như là cái tiêu chuẩn của mỗi người rất khác nhau. Và ở đây câu chuyện là không có đúng không có sai, nhưng sai lầm của rất nhiều người là bởi vì họ chấp nhận tiêu chuẩn thấp trong mọi việc. Rồi. Ok. Bao nhiêu bạn đồng ý với cái bài học tuyệt vời này, comment vào ô chat. Bước đi đầu tiên để đi đến thành công là bạn cần phải nâng cao tiêu chuẩn trong mọi việc. Tôi ví dụ như này, như chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi đã đào tạo cho anh em học viên ngày trước ấy, thì rất là nhiều anh em đi học thì chỉ học ở những cái phòng học, nó như là phòng học cho học viên, học sinh thôi. Đấy. Thế nhưng mà khi mà chúng tôi đã lên cái tiêu chuẩn là tổ chức ở những cái khách sạn 4 sao và 5 sao, bạn hình dung phần này không ạ? Đấy. Khi chúng tôi bắt đầu tổ chức ở những cái khách sạn 4 sao, 5 sao từ cách đây khoảng 4-5 năm ấy, thì chúng tôi khi đã chuyển lên cái tiêu chuẩn đấy rồi thì không bao giờ muốn quay trở lại dạy ở những cái lớp học cũ nữa. Đấy. Thì những cái lớp cơ bản thì cũng phải tổ chức ở những cái trung tâm hội nghị đấy, hoặc là những cái trung tâm tiệc cưới. Thế còn lớp chuyên sâu chuyên đề bao giờ cũng là học ở những cái khách sạn 4 sao 5 sao. Và đây là cái bài học mà tôi chia sẻ cho bạn để nâng cao tiêu chuẩn trong mọi việc. Rồi. Và cái bài học mà bạn ghi vào trong sổ thông thái đấy, thì đây là cái từ khóa rất là quan trọng. Đấy, rất là nhiều người tôi nói rồi, họ không có thông minh hơn bạn. Đấy, nhưng họ có một cái tiêu chuẩn rất cao. Đấy, trong mọi việc từ công việc, kinh doanh, phát triển cá nhân. Đấy chứ ạ? Trong cái việc cống hiến. Đấy, trong cái việc mà đem lại giá trị ở trên thị trường. Rồi. Ok, thế nên mình ghi cái từ khóa này vào cái sổ thông thái của bạn. Và bạn hãy comment vào ô chat đi ạ. Rồi. Nâng cao tiêu chuẩn. Bước đi đầu tiên để đi đến thành công. Đó. Ví dụ nếu như hôm nay một tác giả mà nghe câu chuyện chia sẻ của tôi về ông Mark Victor Hansen, thì có thể bạn ấy sẽ có một cái tiêu chuẩn mới trong cái việc là viết sách chẳng hạn. Đấy. Ví dụ cái câu chuyện mà tôi chia sẻ đây là 500 triệu cuốn sách. Đó. Và có thể trong kinh doanh, một bạn đang mở một công ty bất động sản, tại sao bạn lại bị mắc kẹt trong cái hiện tại của bạn? Tại sao bạn lại không chịu đi học hỏi những cái mới? Rồi.
Tại sao một người lại mắc kẹt ở thu nhập vài chục triệu hoặc vài trăm triệu một tháng, và tại sao lại không chịu học hỏi cái mới? Đó. Rồi. À, nguyên tắc học tập của lớp mình thì các bạn nắm được rồi. Rồi. Thế thì thay vì chúng ta học 100 điều và không dùng bất kể cái điều nào cả. Đấy. Thì chúng ta học 10 điều và dùng 5 điều thì điều đó tuyệt vời hơn. Rồi. Và chúng ta sẽ học theo cái hình thức là văn tư tu, tức là ở đây thì các bạn được nghe là lý thuyết, nhưng thực tế bạn phải tư duy về cái điều đó và bạn phải thực hành nó. Đấy. Nên là tôi chia sẻ với bạn là đôi khi ấy, ăn nhau, mà chúng ta hay nói với nhau là ăn nhau ở vận dụng, thì ý nó là bạn phải là có cái phần tu, thực hành cái điều đó. Rồi. Thì bạn hãy comment vào ô chat, rồi ăn nhau vận dụng nha. Rồi. Và tôi chia sẻ lớp mình cái câu chuyện của cái biểu đồ quên. Đấy chứ? Biểu đồ quên. Lớp mình chỉ cần nhớ một cái chỉ số của chúng ta. Đấy. Là sau một ngày, chúng ta chỉ còn nhớ được 1/3 thôi. Chúng ta thường sẽ quên rất là nhanh sau khi học. Rồi. Bạn hãy comment vào ô chat nào. Rồi, quên rất là nhanh. Rồi. Nên bạn phải làm gì? Rồi. Đúng rồi, nắm bắt được ý tưởng nào đó, vận dụng ngay. Rồi. Và có cần phải ghi chép lại hay không? Rồi. Rồi, bạn nào ghi xong rồi và comment vào ô chat là ok. Thế tôi chia sẻ bạn một cái câu chuyện, tôi có một bạn học viên. Thế thì ở cái lớp gọi vốn 2 ngày của tôi. Tức là ở đây chúng ta gọi là mới được học một chút về gọi vốn. Thế nhưng mà đều là những cái kiến thức rất là tuyệt vời. Tôi có những bạn học viên mà khi mà ở cái lớp học về chủ doanh nghiệp Smart ấy, thì bạn này bạn làm ở một cái công ty về chứng khoán. Một cái công ty về chứng khoán. Và cái công ty này ấy, thì tức là bạn này bạn ấy thường là không có để ý đến vấn đề về gọi vốn. Thế nhưng mà khi mà bạn ấy đi học và bạn ấy gặp tôi thì tôi hướng dẫn cho bạn ấy là những cái chiến lược về gọi vốn này, cái cách trình bày một cái bài gọi vốn với cái nhà đầu tư và làm nào để thu hút họ. Và bạn biết không, tức là bạn này thì bạn ấy làm ở công ty chứng khoán, nhưng mà bạn ấy lại cũng yêu thích về đầu tư bất động sản. Và chỉ trong vòng một tháng sau khi mà học thì bạn ấy huy động được 40 tỷ đồng. Đấy. Và tôi chia sẻ với bạn là bạn ấy, khi mà bạn nói với tôi là bạn ấy huy động được 40 tỷ đồng, tôi cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì không ngờ là bạn ấy vận dụng rất là hiệu quả những cái điều mà tôi hướng dẫn cho bạn ấy. Thế là như vậy thì nhiều người ta nói là không phải bạn thiếu vốn, mà bạn thiếu gì nữa mình? Thiếu kỹ năng gọi vốn. Rồi. Không phải bạn thiếu vốn đâu, mà bạn thiếu kỹ năng gọi vốn. Rồi. Thế thì bạn ấy ghi cái điều đó vào trong sổ. Đấy. Hoặc là bạn comment vào trong cái ô chat là không phải bạn thiếu vốn, mà thiếu kỹ năng gọi vốn. Tiền nó chỉ là những cái ý tưởng thôi. Đấy. Và nhiều anh chị em thì rất tiếc là chưa được trang bị cái kỹ năng này. Và nó có thể là một cái kỹ năng đang kìm hãm bạn. Đấy. Rồi. Một cái câu chuyện nữa mà tôi chia sẻ với bạn là hôm qua tôi chia sẻ với bạn một cái câu chuyện, một cái bạn giám đốc công ty về mỹ phẩm ấy. Thì ngay ở trong cái lớp học gọi vốn, khi mà tôi dạy, tôi hướng dẫn cho bạn ấy. Vì bình thường là từ cái cách trình bày với nhà đầu tư, từ cái hiểu tâm lý của nhà đầu tư, từ cái cách đưa ra cho họ cái lời đề nghị như thế nào, thì ngay tại lớp học bạn bảo thế em muốn thử cái điều này. Và sau đó thì bạn ấy ngay tại lớp bạn làm cái bài trình bày về gọi vốn. Sau đó bạn ấy lên trên, tức là lớp học 50 người, thì lên trên bạn ấy, em xin phép trình bày các anh về cái cơ hội đầu tư của bên em. Thế thì bạn biết không ạ, sau đó thì lập tức ngay tại lớp học bạn ấy huy động được 2 tỷ đồng. Ngay tại lớp học luôn, mọi người chuyển khoản vào tài khoản của bạn ấy luôn. Thế thì bạn bảo ô, em thấy rất là hiệu quả, những cái kiến thức mà anh hướng dẫn rất là hiệu quả. Thế thì vừa nãy là em thử thôi. Thế thì xin lỗi các anh chị, vừa nãy là em huy động của anh chị 2 tỷ này, em thử thôi. Thế thì em không có cái kế hoạch là phát triển cái việc này, em chỉ thử nghiệm những cái điều mà được chia sẻ xem là nó có hiệu quả hay không thôi. Thế là ở đây thì ý tôi nói là nhiều anh chị em ấy thì bạn có thể là không phải bạn thiếu vốn đâu, mà bạn thiếu cái kỹ năng gọi vốn. Rồi. Và đấy là cái bài học mà nhiều bạn không nhận ra. Bạn ấy thường, các chúng ta thường nhìn vào vấn đề của bạn là thiếu vốn, vấn đề của bạn là thiếu vắng khách hàng, vấn đề của bạn là thiếu kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh và đầu tư, vấn đề của bạn là không biết marketing và bán hàng hay là làm môi giới như nào. Nhưng đấy là vấn đề, và tâm trí của mọi người sai lầm là họ bị mắc kẹt ở vấn đề. Rồi, đáng nhẽ bạn phải tập trung vào cái điều gì,
thì đáng nhẽ bạn phải tập trung vào giải pháp. Đấy. Tại sao bạn lại không đi học? Đấy. Tại sao bạn lại không đi học? Tại sao bạn lại không dám đầu tư cho bản thân? Rồi, tại sao lại không tập trung vào những cái giải pháp? Đấy. Thì lý do là bởi vì hầu hết tâm trí của chúng ta bị mắc kẹt ở trong cột vấn đề. Rồi, ok. Thì đây là một cái bài học cho rất nhiều anh chị em, là hãy dịch chuyển tâm trí của bạn sang giải pháp. Rồi, ok ạ. Những người thành công thì họ thường tập trung vào giải pháp. Rồi. Không phải vấn đề. Ví dụ một số bạn nói là thiếu vốn. Thiếu vốn là vấn đề. Đấy. Giải pháp là gì? Đấy. Học hỏi và phát triển kỹ năng gọi vốn. Thiếu khách hàng, nó là vấn đề. Thế giải pháp là gì? Giải pháp là học hỏi cái kỹ năng về marketing. Rồi. Ok, bao nhiêu bạn đồng ý? Đấy, là những người thành công thì tâm trí của họ tập trung vào giải pháp. Đó. Và bao nhiêu bạn đồng ý là trong cái quá trình bạn nói chuyện giao tiếp với mọi người, bạn nhận ra là rất nhiều người họ bị tâm trí của họ bị mắc kẹt vào trong vấn đề. Bạn hãy thử nói chuyện với bất kỳ ai đó và bạn hãy xem tâm trí của họ đang bị mắc kẹt ở trong vấn đề hay không. Rồi, rồi chúng ta tiếp tục nha. Thế chúng ta nói về chủ đề gọi vốn. Thì có nên gọi vốn hay không? Rồi, có nên gọi vốn hay không? Bạn đang có một cái kế hoạch kinh doanh, ví dụ như là mở rộng doanh nghiệp, ví dụ như là gọi vốn để tiến hành đầu tư. Đấy, bạn đang có một cái kế hoạch. Tuy nhiên, câu hỏi là như này, có nên gọi vốn hay không? Rồi. Thế thì thực ra tôi chia sẻ với bạn là như này, tôi đã từng tài trợ đầu tư cho 20 công ty khởi nghiệp rồi. Đấy. 20 công ty khởi nghiệp. Những cái bạn tôi tài trợ cho 800 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 6 tỷ đồng. Đấy chứ ạ. Tài trợ, gọi là nhà đầu tư thiên thần ấy. Bạn có xem cái chương trình Sắc Tăng Thương Vụ Bạc Tỷ không? Thì đấy là nhà đầu tư thiên thần ấy. Các sắc ngồi ở trên giải ngân cho các công ty khởi nghiệp. Đấy chứ ạ. Và theo bạn thì ví dụ như là từ hồi đến giờ cái chương trình đấy có hàng trăm công ty khởi nghiệp, thì theo bạn hiện nay đang sống được bao nhiêu công ty? Đấy. Thì đâu đó thường nó cũng chỉ có khoảng 20% là nó sẽ thành công thôi. Còn mà gọi là tồn tại hoặc là phá sản, đấy chứ ạ, thì là phổ biến. Tại sao ấy? Bởi vì đầu tư khởi nghiệp có nghĩa là đầu tư mạo hiểm. Bạn hình dung phần này không ạ? Tỷ lệ chết của doanh nghiệp cực kỳ cao. Đấy, doanh nghiệp nó rất nhiều biến số. Đấy. Và ở đây tôi chia sẻ với bạn là từ thị trường, đối thủ cạnh tranh cho đến là về phát triển sản phẩm dịch vụ, marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, tài chính, nhân sự, quản lý tiền, vân vân, tỉ tỉ vấn đề. Đấy. Thế thì cái bài học ở đây ấy, là đây là một chủ đề có nên gọi vốn hay không. Bởi vì khi tôi tài trợ tiền cho các công ty khởi nghiệp, thế thì tôi chia sẻ bạn đầu tư cho 20 công ty, bạn biết không? Chết 16 công ty. Đấy. Chỉ có 4 công ty thành công. Và có những công ty, bạn nên biết điều này, có những công ty thành công thì một cái sự thành công đấy nó có thể gỡ lại toàn bộ tất cả số tiền. Rồi. Đấy, có những công ty bây giờ sở hữu tài sản hàng trăm tỷ đồng và chỉ một công ty thành công là mình gỡ lại hết tất cả số tiền mình đầu tư. Nên người ta mới nói là đầu tư khởi nghiệp là đầu tư mạo hiểm, và những người mà người ta đã từng trải qua việc đó rồi người ta mới hiểu thôi. Thế thì và khi nhìn lại 16 công ty mất tiền đấy, thì trong nhiều trường hợp đấy, một cái câu hỏi rất quan trọng là như này, là tại sao họ lại thất bại đấy. Rất là nhiều bạn cũng thông minh lắm, cũng rất là nhanh nhẹn, rất là thông minh đấy. Và đấy tôi chia sẻ với bạn đấy, là đây là một chủ đề rất là hay. Nhiều bạn khởi nghiệp thì bảo là thiếu tiền, thiếu vốn đấy, và phải gọi vốn. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp câu trả lời là như này, không nên gọi vốn. Đấy chứ ạ. Không nên gọi vốn. Tại sao ấy? Bởi vì như này, khi mà tôi tài trợ cho 16 công ty khởi nghiệp kia thì tôi biết là khi các bạn ấy có tiền thì nhiều bạn, vấn đề là như này, cái cột tiền của bạn thì tăng. Đấy chứ ạ. Nhưng mà cái não của bạn, cái đầu của bạn ấy thì nó không tăng, nó vẫn nằm ở chỗ cũ. Cột tiền nó tăng lên, còn đây là cột não thì nó vẫn không tăng, nó vẫn nằm ở đây. Thế sau đó thì tiền nó lại về bằng với não. Bạn hình dung vào này không? Tiền luôn bằng với não. Rồi. Vấn đề nó là như vậy, tức là khi đưa tiền không bao giờ, một cái nguyên tắc này, không đưa tiền cho trẻ con. Bạn hình dung vào này không ạ? Tuyệt đối không đưa tiền cho trẻ con.
tuyệt đối không đưa tiền cho trẻ con, nghĩa là gì? Trẻ con thì nó gặp bạn nó sẽ đòi cho cái ít tiền nhỉ. Nhưng vấn đề là bạn bảo không, con chưa biết dùng tiền nên con sẽ không bao giờ được đưa tiền. Hãy đi ra ngoài, mày cứ kiếm được 2 triệu đồng đi, thì lúc đấy sẽ tài trợ cho 20 triệu để mở rộng kinh doanh. Còn chưa kiếm nổi 2 triệu đồng, được chưa? Thì sẽ không có tài trợ nào hết. Ok, bạn đồng ý cái bài học này không? Bao nhiêu bạn đồng ý bài học này? Không đưa tiền cho trẻ con. Rồi. Bởi vì tiền nó sẽ về bằng với não thôi. Mình đưa tiền mà đây là não trẻ con thì nó sẽ về bằng với não thôi. Đấy. Đây là những anh chị em khi mà tài trợ cho ai đó. Rồi. Cái đấy là một cái bài học rất quan trọng. Tại sao ấy? Bởi vì nhiều khi người ta cầm tiền của người khác thì người ta sẽ là tương đối là chủ quan. Và người ta sẽ nghĩ tiền đó là tiền của mình. Nhiều ông huy động được vốn về, bạn biết không? Bạn biết làm gì không? Ra mua xe cộ, ô tô, ăn chơi nhảy múa. Rồi. Họ cứ nghĩ tiền đấy là tiền của họ. Không phải, tiền đấy không phải tiền của họ. Đấy chưa? Tiền đấy là của các cổ đông, tiền đấy của nhà đầu tư. Rồi. Nên là nguyên tắc của các nhà đầu tư là chỉ giải ngân. Đấy chưa? Các nhà đầu tư khôn ngoan là người ta sẽ chỉ giải ngân khi mà bạn chứng tỏ được năng lực. Đấy. Nên bạn cần phải làm được những cái việc dù là nhỏ bé thành công, đấy chưa? Thì bạn mới có được cái niềm tin của nhà đầu tư. Rồi. Như vậy trong nhiều trường hợp là nhiều bạn khởi nghiệp không nên gọi vốn, mà bạn cần phải sáng tạo, được chưa? Thay vì là đi huy động tiền về để đốt tiền, thì bạn cần phải học cái cách sáng tạo. Thì cái câu trả lời thứ nhất nhá, trong rất nhiều trường hợp nhiều bạn không nên gọi vốn, được chưa? Mà bạn phải tìm những cái phương pháp và giải pháp nó sáng tạo hơn. Rồi bạn hãy comment vào ô chat. Rồi. Tôi ví dụ cái ông tỷ phú, bạn có biết cũng ở trên Sắc Tăng đấy, thương vụ bạc tỷ nhưng mà ở Mỹ cơ. Đấy, là ông ấy tên là Mark Cuban. Thì ông ấy nói là như này, tôi không bao giờ tôi gọi vốn. Tôi chỉ gọi vốn từ hai đối tượng thôi. Một, tiền của tôi. Đấy chưa? Và hai là tiền của khách hàng. Rồi, tôi không bao giờ gọi vốn. Thì nhưng mà tất nhiên đấy là một quan điểm thôi. Quan điểm thứ hai, tôi chia sẻ với bạn là như này. Phải gọi vốn. Tức là chúng ta nên hiểu là có hai quan điểm và tùy từng trường hợp. Có những trường hợp không nên gọi vốn, giống như câu chuyện vừa tôi nói là không đưa tiền cho trẻ con. Đấy chưa? Bạn ghi cái điều, cái từ khóa đó vào nhá, không đưa tiền cho trẻ con. Đấy chưa? Nó đã kiếm được tiền đâu, nó làm gì có năng lực. Mình đưa tiền cho nó thì nó sẽ ra mua kẹo bánh, mua bim bim và nó tiêu hết tiền. Đấy chưa? Rồi. Cái nguyên tắc số 2, bằng mọi giá phải gọi vốn. Tại sao ấy? Bởi vì bạn hình dung mà như này, theo bạn các tập đoàn lớn nhất Việt Nam này có gọi vốn không? Có phát hành cổ phiếu không? Có phát hành trái phiếu không? Có đưa công ty lên sàn chứng khoán không? Có vay ngân hàng không? Theo bạn à? Và bạn đã gặp những người thành công nào mà có hàng triệu đô la mà họ nói là tôi không đòn bẩy không? Đấy. Thế thì ở đây tôi chia sẻ, nó có hai quan điểm. Và hai quan điểm đấy đều đúng. Đấy. Trong từng trường hợp khác nhau. Đấy. Rồi. Thế tóm lại trong trường hợp của bạn thì bây giờ như nào nào? Bạn có biết là cái điều mà tôi vừa chia sẻ cho bạn có thể là tiết kiệm bao nhiêu tiền không? Hoặc là tiết kiệm bao nhiêu sai lầm không? Nhiều bạn mà bây giờ cứ đang manh nha đòi gọi vốn. Rồi. Thế thì bạn có biết là cái bài học bạn rút ra được không ạ? Rồi. Rồi. Thì ở đây tôi chia sẻ bạn là bạn phải cân nhắc trong trường hợp của mình. Ngay kể cả một người đã thành công rồi, có những thương vụ thì không nên gọi vốn, và có những vụ thì phải gọi vốn. Rồi. Tôi ví dụ như này, tôi vào đang làm một cái dự án 89 hectare. Thế thì tất nhiên là trường hợp này của chúng tôi là phải xếp vào loại là phải gọi vốn. Bởi vì nếu một mình làm là không đủ. Đấy. 89 hectare, tổng đầu tư khoảng 800 tỷ đồng. Thì trường hợp này là tôi phải làm chung với ba anh nữa là 4 anh em. Thì khi mà hợp tác làm chung như vậy cũng là gọi vốn, là hợp tác. Được chưa? Bạn hình dung vào này không ạ? Bởi vì tại sao? Nếu một mình làm, nếu nó xảy ra rủi ro, được chưa? Thế thì rất là nguy hiểm. Đấy. Nếu thành công nhá, thì nó có thể là một thành công rất lớn. Nhưng nếu nó xảy ra rủi ro thì sao? Rủi ro thì sao? Rủi ro chả sao cả, bốn anh em xuống hố, nó đỡ hơn rất nhiều. Bạn hình dung vào này không? Tôi cũng chả phải mất hết tiền mà tôi có. Đấy. Nhưng nếu thành công, nó sẽ là một thành công rất lớn. Ok, nên là bài học
đây là đầu tiên cho bạn có nên gọi vốn hay không. Rồi, còn bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái lý do tại sao bằng mọi giá phải gọi vốn. Đấy. Bạn có 10 đồng, bạn muốn vào những trận đánh 100 đồng, đấy ạ, những trận đánh 1.000 đồng mà bạn không có đủ tiền. Đấy. Rồi, tại sao phải gọi vốn? Rồi, xin mời lớp mình, bạn dành ra 1-2 phút ghi xuống. Đấy. Chụp thì cũng không ghi lại đâu, nên là chép vào trong sổ. Sau này cái quyển sổ đó vẫn còn, và bạn sẽ dở sổ thông thái của bạn ra xem lại được nhiều lần. Rồi. Nên là tôi sẽ dành thời gian cho các bạn ghi chép. Chúng ta có khoảng 2-3 phút. Rồi, rồi. Tại sao bạn phải gọi vốn? Hoặc tại sao bạn phải học hỏi và phát triển kỹ năng gọi vốn? Tôi chia sẻ với bạn là như này. Tôi đã giúp cho rất nhiều công ty khởi nghiệp. Đấy. Từ cái việc ban đầu gọi vốn chỉ vài trăm triệu đồng cho đến khi vào những cái trận đánh hàng trăm tỷ đồng rồi. Đấy. Thì ở đây tôi chia sẻ với bạn là tại sao phải gọi vốn? Vì nó rút ngắn thời gian. Bạn hình dung là như này. Nếu như bạn biết Thế Giới Di Động không ạ? Bạn có biết chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động không? Đấy. Nó có 2.000 cửa hàng, hơn 2.000 cửa hàng, bao gồm này, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh, ba thương hiệu đấy của cùng một công ty. Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh có hơn 2.000 cửa hàng. Câu hỏi là nếu như mà không gọi vốn, được chưa? Mỗi năm mở được 20 cái cửa hàng, không gọi vốn gì cả, mỗi năm mở 20 cái cửa hàng. Giả sử bạn là một người không gọi vốn, mỗi năm bạn rất giỏi, bạn mở được 20 cái cửa hàng. Câu hỏi là mất bao lâu thì mở được 2.000 cái? Rồi, xin mời anh em gõ vào nào. Gõ vào ô chat nào. Mất bao năm? Mất bao nhiêu năm? Rồi. Đấy, có 100 năm thôi nhá. Có 100 năm thôi. Được chưa? Nên là gọi vốn để làm gì? Gọi vốn để rút ngắn thời gian. Chúng ta không thể chờ cái câu chuyện 100 năm được. Được chưa? Thế thì ví dụ là Mekong Capital là người ta đầu tư cho Thế Giới Di Động. Thế Giới Di Động gọi vốn. Đấy. Và đầu tiên là được tài trợ 4,5 triệu đô la. Đấy. 4,5 triệu đô la. Và Mekong Capital chiếm 32,5% cổ phần của Thế Giới Di Động. Đấy. Thì tôi chia sẻ với bạn là tại sao phải gọi vốn? Vì gọi vốn để rút ngắn thời gian. Tại sao bạn phải đi học các cái kiến thức, các cái kỹ năng về marketing, về bán hàng, về gọi vốn? Tại sao bạn phải đi học kiến thức về đầu tư? Vì bạn muốn rút ngắn thời gian. Thay vì trải nghiệm 15 năm, bạn có thể trải nghiệm giống như tôi. Đấy. Bạn có thể chỉ cần đi học 4 ngày, bạn tích lũy được những cái kinh nghiệm mà có những người 15 năm người ta mới hiểu ra. Và có những người thậm chí bạn biết không, đầu tư 30 năm người ta cũng không biết, người ta cũng không hiểu. Đấy. Có người thì cứ mua miếng đất ngồi chờ đấy. Có người thì mua lại không có lời. Có người thì mua lại gặp dính rủi ro. Đấy. Thì ở đây tôi chia sẻ với bạn là gì? Đừng học bằng cách thử và sai. Học kinh nghiệm của người khác. Comment vào ô chat đi ạ. Học kinh nghiệm của người khác. Vâng. Rồi, bạn hãy comment vào ô chat. Học kinh nghiệm của người khác. Đấy. Mục tiêu của chúng ta là rút ngắn thời gian. Đừng dùng cái cách 15 năm. Đấy. 4 ngày. 4 ngày để có cái kinh nghiệm 15 năm. Đấy. Học một cái lớp về đầu tư. Đấy. Có những bạn đi làm môi giới, bạn biết không? Làm 10 năm. Làm 10 năm và học của tôi 2 ngày. Và bảo là đúng thật em, đúng là sai lầm. Đáng nhẽ em phải là gặp thầy sớm hơn. Rồi. Nên là nhiều anh chị em thì thường là thích là cứ ở nhà. Ở nhà không nghĩ ra được đâu. Và marketing cũng thế. Ví dụ như này, chúng tôi đã chạy quảng cáo online mười mấy năm rồi. Từ cái thời tôi chia sẻ bạn hồi xưa còn chưa có Google cơ, search Google mà người ta còn đang tìm kiếm trên Yahoo cơ. Đấy. Thì bây giờ nhiều bạn thì cứ ngồi nhà để hy vọng là sẽ nghĩ ra được, mà không đi học kinh nghiệm từ những người người ta làm marketing bao nhiêu năm rồi. Rồi. Ok, rồi. Chúng ta cái lý do thứ nhất, rút ngắn thời gian. Lý do thứ hai là rất nhiều dự án bạn không muốn bỏ tiền hoặc là không có tiền. Thứ nhất là bạn không có tiền, nhưng mà bạn cũng muốn vào những cái dự án đấy. Hay là đi mua tài sản 20 tỷ, 50 tỷ, 100 tỷ, bạn không có tiền nhưng bạn vẫn muốn vào mua đất, mua nhà. Giống như câu chuyện mà tôi chia sẻ với bạn là cái lớp học mà bí quyết mua nhà không đồng ấy. Thế thì 2 tỷ mua cái nhà 2 tỷ cũng không bỏ đồng nào.
mà cái việc đấy tôi làm từ cách đây khoảng hơn chục năm rồi. Tôi chia sẻ với bạn là mua cái nhà 2 tỷ đấy. Hồi đấy không có vốn, không có tiền. Thế thì hay là bắt đầu thì trước cả cái giai đoạn đấy là chỉ có đi thuê nhà thôi. Thuê nhà đóng tiền nhà cho chủ nhà. Đóng tiền nhà 100 triệu đồng mình cũng chả có. Tôi vẫn nhớ ngày xưa tôi lấy lại một cái chợ. Nó là tầng 2 của một cái chợ. Thì tôi đi thuê lại cái đấy của nhà nước. Bạn hiểu không ạ? Đại khái là cái ông mà ông ấy chuyển nhượng cho tôi ấy, là ông ấy thu của tôi hơn 100 triệu. 100 triệu tôi cũng chả có, mà cũng phải là phải đi huy động vốn đấy. Thế là những trường hợp bạn không có tiền, không tiền thì bạn bắt đầu phải có kiến thức chứ. Rồi, phải có kiến thức chứ, mình phải được trang bị chứ. Cái thứ hai, những bạn mà không muốn bỏ tiền, mình có tiền nhưng mình cũng không muốn bỏ tiền đấy. Trong mình sắp làm một cái dự án mới nhưng mình không muốn bỏ tiền đấy. Ví dụ gần đây tôi chia sẻ bạn là năm ngoái, cách đây khoảng độ một năm. Thế thì chúng tôi cũng triển khai một cái dự án. Thế thì mình không muốn bỏ tiền. Thì ngay tại lớp học 3 tiếng thì chúng tôi huy động là được 20 tỷ. 20 tỷ đồng thì để gọi là thể thao cái dự án đấy. Thì trong nhiều trường hợp có những người ta có tiền nhưng người ta không muốn bỏ tiền. Và rất nhiều tập đoàn lớn thế, nó triển khai một cái dự án nào đấy, nó cũng không muốn bỏ tiền đấy. Thì người ta sẽ gọi vốn đấy. Rồi, ở đây có bạn nào không muốn bỏ tiền không? Comment vào ô chat nào. Thế nhiều bạn tôi chia sẻ là như này. Rồi, là đi học này này, nhiều bạn cũng không muốn bỏ tiền. Thích có tiền nhưng không muốn bỏ tiền. Thế thì có gì đâu, bạn có thể dùng tiền của ngân hàng được không? Không muốn bỏ tiền, bạn có thể là huy động vốn của người quen được không? Đấy. Thế tôi có một bạn học viên, bạn ấy... tôi vẫn nhớ bạn ấy tên là Hiệp, Lâm Quý Hiệp cơ. Thế thì bạn ấy đi học của Nick về, xong bắt đầu bạn đăng ký cái lớp chuyên sâu chuyên đề, toàn bộ combo của Nick có lớp gì học hết. Bạn bảo em cứ học hết, nói chung là có rất là nhiều cái hay, học hết. Thế thì nhưng mà báo thầy là em chả mất đồng nào cả. Thế à, hay nhỉ, đi học mà không mất đồng nào, đóng tiền rồi mà không mất đồng nào. Bảo là thì tiền em huy động vốn đấy. Em có tiền nhưng mà em thích huy động vốn. Thế bảo nám nào. Ê, nó bảo là em về em bảo với lại năm đứa bạn em là tôi sắp đi học các ông nhá. Đấy, tôi đi học rồi về tôi đầu tư tôi kinh doanh. Thế các ông có muốn làm chung với tôi không? Ê, làm chung đây, góp tiền đây để tôi đi học. Thế thì và mấy đứa bạn ấy nó cũng góp tiền. Vì thực ra đồng chí này là nó cũng đã làm công ty rồi, nó có kinh nghiệm kinh doanh, nó có vốn chứ nó không phải không có vốn. Đấy, nhưng mà đây tôi chia sẻ với bạn thì đấy cũng là gọi vốn. Đấy, trong rất nhiều việc người ta không muốn bỏ tiền chẳng hạn. Rồi, có bạn bảo là gặp mà tôi bảo là đây báo thầy em đi học đây nhưng mà đây là em dùng thẻ đấy, bọn ngân hàng nó trả tiền cho em. Đấy. Thế thì tôi chia sẻ với bạn là đấy là một cái cách mà tư duy. Thứ ba, giảm rủi ro. Rồi, giảm rủi ro nghĩa là gì? Tôi vừa chia sẻ với bạn đấy, ví dụ tôi triển khai dự án 89 hecta thì là bốn anh em chung với nhau, được chưa? Thế thì thành công rất lớn, thất bại không sao cả. Rồi, thất bại thôi, bỏ qua, nhưng mà nó cũng chả ảnh hưởng gì đến tài chính của mình. Đấy. Vì mình không thể tất tay vào một cái thương vụ mạo hiểm được. Trong kinh doanh và trong đầu tư chúng ta tách này, an toàn, tăng trưởng và mạo hiểm. Rồi bạn có thể ghi cái điều đó vào, an toàn, tăng trưởng và mạo hiểm. Rồi, cái sai lầm của nhiều người là gì? Một số người thì tất tay mạo hiểm, tức là toàn đánh mạo hiểm, toàn đánh tất tay lên. Ví dụ nhà có tỷ, thế thì có đứa bạn nó rủ đánh forex chẳng hạn, thế là mang 1 tỷ vào tất tay luôn. Thế thì nhiều bạn thì ví dụ như là cái gì mà nó gọi là mạo hiểm là những cái bạn không kiểm soát được, những cái gọi là nằm ngoài cái tầm hiểu biết của bạn. Đấy. Những cái mà không thuộc cái sở trường của bạn thì đều xếp vào là mạo hiểm, đầu tư mạo hiểm. Bạn hình dung không ạ? Rồi. Thế nhưng có một số khác thì lại an toàn quá, toàn cứ đi gửi tiền ngân hàng. An toàn quá, bảo đi học thì chả dám đi, sợ mất tiền thì an toàn quá chả bao giờ thành công. Đấy. Thế thì tôi chia sẻ với bạn ở đây là một số anh em ấy là an toàn tăng trưởng mạo hiểm là không biết phân bổ. Đấy. Có ông thì tất tay mạo hiểm, có ông thì lúc nào cũng là quá an toàn, gửi tiền vào banh, đóng sổ tiết kiệm 5,56% một năm. Rồi. Không làm mạo hiểm không bao giờ có thành công lớn. Rồi. Nên là nhiều anh em đến cái việc đi học còn chả dám đi học thì làm sao mà tiến bộ được.
bao nhiêu bạn đồng ý là không mạo hiểm không bao giờ có thành công lớn? Rồi comment vào ô chat. Rồi mạo hiểm nó khác và tất tay nó khác, được chưa? Đầu tư mạo hiểm chứ không phải là đầu tư tất tay. Rồi thì chúng ta có cái khái niệm ở đây là cơ cấu vốn, an toàn, tăng trưởng và mạo hiểm. Rồi thì cái cách mà bạn phân bổ đấy. Mua một cái bất động sản, một cái miếng đất, một cái shop house mặt đường, mỗi năm nó tăng đều 20-30%, thì cái đấy nó xếp vào là an toàn và tăng trưởng. Đấy, cái đấy nó chả có gì mạo hiểm cả, mua sổ đỏ cầm tay. Nhưng mà nó không nhân 5 nhân 10 được đấy. Rồi rồi, thế chúng ta đi tiếp. Số 4 à, gọi vốn để làm gì? Gọi vốn để chớp lấy cơ hội. Rồi tôi ví dụ, ngay như tôi đi mua tài sản này, ngay như thời điểm dịch Covid, bạn biết không, có những tài sản lúc dịch Covid 40 tỷ, vừa hết dịch cái hỏi lại, nó bảo không, bây giờ không 40 tỷ nữa, 50 tỷ. Thì cái thời điểm, có những cái thời điểm ấy, là nếu như mà cái cơ hội nó xuất hiện, bạn mà không gọi vốn, bạn không gọi vốn nhá, nó không bắt được cơ hội. Ví dụ ngay cạnh nhà bạn có ông hàng xóm đang bán nhà, đáng nhẽ 10 đồng, ông ấy cần tiền quá, ông bán 7 đồng. Nhưng mà bạn biết là ngon, nhưng mà không thể nào bạn xoay được tiền đấy. Thì vì thiếu kiến thức, kỹ năng gọi vốn đấy, nên là bạn không xoay được tiền và không chớp lấy được cơ hội đấy. Nên là gọi vốn làm gì? Để chớp lấy cơ hội. Đó. Rồi bạn hãy comment vào ô chat. Rồi gọi vốn để chớp cơ hội. Rồi